đúng giờ là mình lên live luôn, đúng chuẩn giờ lên live luôn, không như một con chậm cũng ờ hôm nay tớ ngủ quên biết ngay mà. Đùa tớ trêu thôi, tớ dậy tớ sửa. Cái điều hòa nhà tớ nó bị thế nào ấy, tớ dậy tớ sửa nó không được bạn. Cứ sáng. Ờ thế anh em mặt trước một trận nhờ, chờ Hiếu à? Thầy có ma đỏ môi hồng cho ăn mượn đất ăn trong củ khoai. Thằng cụ em ở này nó có không like sao ấy. Không sửa được, phải có thợ mới sửa được. Điện ấy à, thôi chả cần đâu. Điện cho thằng sửa hóa còn đấy. Bạn xuống luôn đi còn cho mấy lít. Mà nó có thêm tiền không? Kiểu gì nó chả xuống, mẹ bảo thấy kiểu gì chả xuống. Mà xuống đây nó cho 3 lít, xuống luôn. Bạn ơi, gọi thêm một slot đi anh em mình nhờ chơi. Từ tạo live phát đó. Ở clip. Thì nữa anh em đã live chết. không để delay. Ở sau này ngồi ghế cảm giác nó cứ thế nào nhỉ? Ngủ hơi cao anh em ạ. Hello mọi người nhá, hello cả nhà nhá. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Hello. Chào anh Đức Mạnh nhá, hello Quang Kho nhá. Thiếu người bắn không? Đang thiếu đây. Alo hai bạn không có người à? Cái chị tôi nào chết rồi, hôm nay em bị hỏng cái điều hòa, nhà em bị hỏng bố nó cái điều hòa, thế là ngồi đi hay hoa chả sửa được nhờ. Nó bị dính ngay sang cái chỗ cái chữ tham cái gì mà không thể nào mà bấm được. Chào Tâm Lê nhá, hello anh Thành Nguyễn nhá. À hôm nay Tâm Lê nhắn tin cho anh cái gì đấy đúng không? Yeah. Hiểu đi đâu mất tiêu rồi. Đủ mic chưa mọi người, đủ mic chưa, số 4 có mic chưa anh? Đâu anh có đấy mà anh có okay, nhá. Ok vào im nặng thế. Rồi đã lại đi em. Em gồm sự kiện nhá, cho em xin slot rồi. Em mà đi sang cái team này thì toàn em rồi. Ý lại bạn like. Ôi, chưa? Có... Cường like chưa? Có lên server không sao mà lag vậy? Pin 887. Em chả hiểu em cứ cầm cây là mạo lag nhá, tài thật sự luôn ạ. có kéo lại bắt nhầm wifi. Bắt đúng cái gì em ạ? Bắt đúng wifi mà tại sao nó cứ lag thế nhỉ? Đợi coi đã coi đã. Nó hạ xuống lại rồi. Anh em mình nhảy bay luôn này. Liên rồi, ba cây liên rồi. Nhảy. Ông nào lại quánh liên, quánh ba cây ghê vậy. Thì kêu liên chơi bờ thì giờ liên ba cây rồi, tố đấy. Rồi. Ảo thật. Theo năm thừa năm. Anh em là tôi liên chứ mình biết gì đâu. Vô banh được mà. Theo năm thừa năm nhá. Vô banh thừa năm. Có đứa rồi, đã là anh em mình nè, chơi đi. À đã là vào bot kêu làm gì chơi đâu. Chơi sang team mình chứ. Bạn đang like ở đâu đấy? Like kênh mình bạn ơi, kênh mình với TikTok luôn. Facebook hay là TikTok? Cả hai. Gửi lời chào của mình tới anh em đang xem like nhá. Bạn có like không? Có, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Ok, cảm ơn, thay mặt anh em bên kênh, cảm ơn bạn nhá. Bên C có hai team nè. Đông thế á? Ok bạn ơi. Ui có giày vàng. Ê mình cũng xin chào tất cả anh em ở bên kênh của Tuấn Anh nhá. Ok bên này có một cái giày vàng nữa này, anh em sang lấy này. Ở trên nóc này, nóc cho trong hả? Rồi ok, đâu xấy được không? Ở ngoài đầu luôn. Nhỉ. Xuống tầng 2 rồi. 2 team á bạn. Lấy Beyond đó. 2 team á. Thấy nhiều dù lắm. Còn... có nó ở đây nè. Tem mình đâu hết rồi. Nghe phốt rồi nè. Tem mình đây. Kê từ vào này. Cho cái AK của này. Tỏ của mình có Beyond rồi. Beyond đến mini rồi. Ôi VSS đâu đây. Đẩy nhà xe này có 1 thôi này. Thấy cái đầu trên nhà giáo rồi. Còn. Lầu 2 còn 1.
Nóc nhà nhám. Hay thế. Trong này đạn súng nhiều này, ở trên tầng 2 có một đấy anh em ơi. Lên luôn á. Ừ, tầng 2 nhà này có một. Cẩn thận nhá, nó đâu đâu đâu, đằng bên này thôi, một trong hai phòng này thôi. Nào nào, đi đi cùng nhau nào anh em. Bên kia. Từ. Đâu rồi, thấy nó chưa? Hay. Hay lắm bạn ơi. Có ai có lon nước là cho tử xin được không? Không có luôn bạn ơi. Anh chưa có cái gì luôn. Nhổ, thì á. Nó chạy được kìa, nó chạy ra sau kìa. Đâu, đây, nước này. Ok, thay kia. Đi, anh em mình đuổi ra nó đi, không cho nó chạy nhé. Em cố thằng Thép á. Ơ, thằng giáo nốc rồi đúng không? Đúng rồi, nó cố thằng Thép á. À, chạy bác ghi kìa. Anh em đâu rồi, dí nó kìa. Nó mất quánh tay rồi. Ok bạn ơi. Nó bỏ thằng giàn giáo rồi, nó bỏ thằng. Mày chạy đi. Nó chạy. Thằng nó đi chạy. Nó đi chạy đi hồi sinh thì phải. Chờ đau nha nó. Đúng rồi. Có một thằng ơi, nghe chỗ nó chạy vô rồi, nha, đi chạy vô nha. Tôi thấy nó rồi. Không biết boss hay người. Mình có súng thính nha. Chắc còn boss quá. Sao yếu. Ôi, nó chạy được kìa. Ôi. Mày đi. Nào đấy. Gà ơi. Đây có một thằng. Ui. Nó gà nó gẹt rồi. Thằng ơi. Mày bắn ổn thế. Bắn OMB giảm thanh không nghe gì. Nó đâu đây? Nó đang chữa bệnh hả? Xác lô. Nó đang trong trong nhà. Nó gạt đâu? Rè nó chưa gạt. Ok để tôi sang. Watch out. Tớ không thấy tầng 2 rồi, lên tầng 2. Mày không gạt thì mày hết hội gạt luôn con. Đúng rồi, chơi tầng 2. Thấy nè. Nó gần chết rồi, nó chưa có máu bơm đâu. Để tôi cứu bạn. Cứu đi, tôi kia chưa? Chơi bắn lên, nó bơm máu rồi. Nó này bắn nó gần chết rồi, nó bơm máu. Máy nó không gạt. Từ nét. Rồi, ném đi. Nó kê cầu thang ấy, đúng không? Nó kêu có thang. Nên nổ phát lên luôn, đi. Rồi, xong. Chết rồi. À, hay sao được, nhờ, ném vào đâu đấy? Ném vào đâu, chết đấy, rồi. Ném nó cửa tưng ra. Đâu rồi? Không biết chết chỗ nào luôn. Bên này nè, chắc bên này à. Đó, mình ném cái cửa này mà. Rồi, chắc lát rớt dưới rồi quá. Thế thì cũng chịu đấy. Đâu? Ủa đâu vậy? Chết mất xác luôn cả nhà. Chết mất xác luôn. Đều vậy. Mình ném cái đây mà, đổ cái cửa nè. Ừ, ok. Một thằng nó chạy đi hồi sinh rồi. Ủa? Cái thằng này. Mày chết rồi còn hắc xác à. Đâu rồi? Được rồi, thôi đi. Nhảy ra ngoài không? Bỏ đi. À đây, thấy rồi, ngay chân mình luôn. Nó chết nó rớt rồi này nè. M4 này anh em ơi. Có một thằng ai nhanh lên anh em, tập trung qua bên này, có thằng hồi sinh tiên nói bên này này. Đi này số 2 lên đây lấy xe, xong rồi ra kia lấy một xe nữa, lấy xe luôn. Ok kiểu gì nó hồi sinh ở chỗ khu đầu cầu ấy bạn ạ. 100% đúng. Rồi, đúng. Bên nó vô á, đi gần nó đi. Mạng yếu thế à? Anh chào Ngọc Hiếu nhé, anh chào tất cả anh em mới vào xem live nhá. Hello mọi người nhá. Anh em giúp thầy em đi 100 cảm xúc nè mọi người. Anh em bỏ ra 1 giây ủng hộ thầy em, 1 like, 1 chia sẻ. Bạn ơi, đi nhà giàu. Đi đâu. Ôi này, sao mắt của tớ nhìn ra con boss đang chạy ở kia nhở? Thì ra là nó nhảy ra khỏi cái cửa, cái xong nết nổ, nó rớt dưới chết luôn. Đúng rồi. Chứ làm gì có chuyện chết mất xác được. Nó đi kiếm cái xác nãy giờ. Nó xe này. Nó đang ở bên chỗ hồi sinh, chỗ đầu cầu ấy bạn ạ. Kiểu gì nó hồi sinh ở đấy. Hay thằng này nó chơi được, nó gạt được, nó bắn một hai viên xong nó bỏ. Bên số 4 đi nè. Phải tớ là quả đấy là bạn toang rồi đấy. Phải tớ quả đấy bạn toang ngay. Từ từ nha, bọn nó cứu ở đâu bên không này đấy, 100%. Bọn nó khả năng đi, mình bắn uy tín cho. Bọn nó sẽ vào trong cảng, bọn nó loot các bạn nhé. Khả năng cao nó sẽ vào cảng loot. Lên đội cao mình tăng xuống. Số 4 có máu nước gì không? Để check đã.
Kìa 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 xe 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 xe. Bác ghi này. Từ 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 anh em ốp. Ốp thẳng về, ốp thẳng về. Ốp thẳng về 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 cầu bạn ơi. Mày cứ giữ đi. Rồi giữ rồi. Rồi. Sao nó? Ơi sao nó? Ui, số mấy đấy? Tìm đâu nó đang ném ngay chỗ mình nè, xong thấy. Xe cái xe luôn đúng không? Nó ba thằng, nó ba thằng. Nó ba thằng, Thôi mà cứ tấn công một đây. Nó vô nè. Đi cứu đi. Ôi đâu ấy? Tao biết mày hay cuồng mà mày không nghe. Đuổi xuống rồi. Hay lắm. Thôi hay. Tuấn Anh ơi, bạn đâm cái xe mình rớt trước mặt nó luôn cả. Thì vậy cái thằng này có phải yêu thích luôn. Thank you. Mình heal xong mình đi cứu Tuấn Anh nha, từ từ. Số 2 chắc lấy ra chỉ chặn đạn cái thằng góc này mà chết. Ủa sao kêu có 2 mà hồi thành 3 vậy ta? Đông vậy. Thank you. Mình thấy thằng ở trong nhà vệ sinh yếu rồi. Yếu lắm. Là Tuấn Anh đâm một quả xe uy tín thế nhở? I'm recalling a teammate. Trời ơi. Thanks. Ra đi bạn ơi. Cứu tôi. Cứu rồi, bay đi ba. Rồi rồi, ok rồi. cho bình máu với số. Còn, thôi, chắc chưa hết dừa. Anh Tuấn Anh đâm cái quả xe uy tín nha. Ừ, quả đấy đáp xe hơi lỗi. Quả đấy định ấy nhưng mà quả đấy bắn. Mình bắn ấy. Cái thằng nhà vệ sinh yếu rồi, vướng cái đầu xe cho nên mình bắn không được. Đi bò bắn thính lẻ đi. Đây. Quả đấy bạn nốc nhanh quá. Thì mình bắn nốc một rồi, cái xong nó lại một tên OG chả không đi bạn. Ừ. Ôi, có X8 này, mấy ngon thế. Sát từ đâu nhỉ? Anh em nào nói. Sát từ đâu? Marked an enemy's death crate. Đi vào body em ơi. Nơi xa lắm. Đi. Các bạn kéo cái nực gì hết vậy? Đi, let's go. Đi, vô bò bắn tính nè. Kiếm chỗ. Chào Phi Hải nhá, hello em. Ui, con xe từ sắp bục, sắp nổ rồi đấy. Con xe từ sắp hẹo rồi đấy. Không có kill luôn ạ. Con xe đen thấy bốc khói rồi. Vô nhà một đồ này, bắn tính đi. Quả đấy bạn nốc nhanh quá là từ chạy lại chỗ bạn từ cover thì lại có một thằng ngay sau đít. Nó bắn được không chạy được. Bé nó dễ UG vô chạy không mình quay ra mình sấy rồi mà hai thằng nó sấy mình lận chứ không phải một. Cho nên là mình đi lẹ lắm. Chắc sau trận này là Hiếu vào rồi đấy. Hai thằng nó sấy thì má không đi không lẹ mới lạ. Team đó để có 3 thằng đúng không bạn? Lấy xe trên à. Ok bạn. Lúc đầu là nghĩ là thấy nó có 2 là nghĩ 2, ai về nó 3 thằng mà. Ai nghĩ đâu đâu. Đâu rồi. Một thằng nó đứng. Xem thính này mọi người đây. Đứng đó từ bao giờ? Đi vào bo đuổi cái thính đỏ này ăn lấy bộ mũ cho giáp cho nó an toàn phát. Cứ ra đây mình bắn thính cho ăn. Mình có thính, mình có súng thính mà. Thì yeah. Đó. Mà chưa có bình máu nào hết nè, chắc đi vô té vô nhà này. Trưa nay bắn xong một lúc xong rồi về lại chả ngủ chứ. Bắn xong một lúc về tớ lại đi ra ngoài hồ từ câu một lúc không tớ mới về. Là mệt thật. Ui vãi. Kiếm nhà đẹp đẹp bắn thính bạn ơi. Ok. Bắn thính á, đi ra chỗ cái tòa nhà hồi sinh ấy. Đi ra tòa nhà hồi sinh ấy, ra đây bắn. Thì bạn cứ lút đi rồi mình ngồi đây mình đợi. Đây này, chỗ tờ chấm bên này, đi ra đây bắn. Tội gì. Bạn đang chở mình đó Tuấn Anh. Không, để tớ bảo đồng đội để hai anh em kia qua đấy luôn. Đi qua đấy đi anh em ơi. Đây rồi. Kiểu là Tuấn Anh lái xe pha nãy là kiểu như còn đang mới ngủ anh em. Kiểu còn đang hơi mới ngủ, chưa tỉnh. Không, tôi nghĩ là có hai thằng thôi. Tôi nghĩ có hai thằng. Bò thu được kìa. Nhưng hóa ra nó lại là ba thằng bạn ạ. Thế đi ra chỗ cứu trường hợp đi, cứu ngay chỗ anh em đi. Hớ mất. Ui, ra đây, ra hồi sinh. Rồi xe này đi. Rồi, xe lấy xăng rồi. Có thính đúng không? Đây, ra tòa này bắn.
Ra hồi sinh, ra hồi bắn luôn mạnh ơi. Ở đây có người nè. Ở đây luôn. Ở đây chơi team này luôn. Ở đây không có bò. Lên tầng 2 rồi. Nét. Ở đây đó. Ok bạn. Nó trò ra nhảy ra hiên trời. Không lẽ có mình nó. Ừ. Dây vàng này anh em nào thiếu dây vàng lên đây lấy này. Thôi. Đi mình là giờ chỉ ê, có đi bắn tính thôi. Bắn thính đi, bắn ở đây luôn. Ở đây không có. À, ok. Đi, con Lambo đâu? Hãy cô ma đỏ môi hồng cho ăn mượn đất ăn trong cụ hoai. Báo trước nhà lên, không có máu rồi đấy. Lên mua đồ chào Phi Hải nhá. Lên đồ hốc bắn không bạn? Lên đồ hốc bắn luôn. Nếu mà trong bo thì bắn ở đồ dưới hốc cũng được mà. Ấy là qua cái đồi mua đồ ấy. Chứ đồi này mình đi qua mua ít lên máu ấy. Đồi nào? Ở đâu? Đồi mua đồ á. Có xe rồi, bên này có người nè. Một team. Ở đồi ngu rồi, bắn đất rồi. Gì đấy? À. Hả? Trời ơi. Ô xe kìa. Có ai đi mua đồ không? Có ai đi mua đồ không? Bên đó có người. Thấy nè, một team nè. Chơi không bạn? Một team khó lắm bạn ơi. Không có máu nè, bắn là toang á. Đi xuống nhà hồi sinh ở dưới kia đi. Đi xuống đây lúc ít đồ quá. Nhiều bóng quá. Con có chứ, mở được mà. Chào Hải Tato nhá. Ê, có người chạy mặt kìa. Ok. Ok đi. Đi cùng người đi chỗ. Dạ. Đây. Bà đây, đi chỗ nào kín vậy nhá. Từ có người vào sửa điều hòa bác. Ở đây có người, từ đây có người, bỏ. Theo tớ, bên nhà đó có người. Làm cái gì đây mà nó không lên được nhỉ? Vãi nồi, bên này có người luôn, Tuấn Anh ơi. Ông này nhá. Tuấn Anh ơi, cháy nè, cháy nè. Có người anh ấy vào sửa điều hòa nhá. Chứng mặt nè. Cái gì đây? Bắn đeo đồ vàng thế. Đẩy qua được nè. Đấy, nóc rồi. Má không có cốt cũng không có mũ. Dưới kia bắn. Nói bay đi bổ hả? Cẩn thận nha, tớ xuống sông rồi nha. Ôi giời ơi, nó vẫn chặt một mình kìa. Số 2 đằng sau FK. Đấy nồi đằng sau đâu vậy? Đằng sau có một thằng mini nữa, vãi. Từ thôi, tớ đang heo máu. Mày quá. Số 2 FK luôn chứ. FK luôn kìa. Lái xe lái một chút được vậy à, không? Sao lại đâm xe vô rồi áp ca thế? Bị văng đi khỉ. Mình chết oan. Nó đang kiếm bạn các bạn ơi. Tự thách nó luôn đấy. Có đang cứu nè. Sao đây mà cười? Đốc hai thằng rồi. Đang cứu rồi. Mình bị một thằng team khác ở dưới sông bắn liền vậy. Tay thế nhỉ? Tôi đang không có máu, khổ ghê. Okay. Mình có máu đâu? Ai thật. Bây giờ phải lùi thôi, chứ không ở đây được. Ơi, được hồi sinh mà nhỉ? Được mà, con mà. 45 giây cho bạn hồi sinh đấy. Tôi quên. Tôi nghĩ sao? Tôi sợ không kịp ấy. Nó ra nó chăn. Không kịp bạn bắn ở tụi nhà hồi sinh đấy. Cứ bắn từ không sao. Đang đẩy thì ông số 4, ông ấy, ông okay, okay. Gà ơi gà. Tự nhiên không hiểu lại la mình vào đấy sao luôn. Không hiểu sao bị băng luôn.
không biết kịp không đây này. Uầy, tôi nghĩ là không kịp đâu. Chơi nó có người mà. Cẩn thận nha. Không kịp thì chơi nó. Nhà đó có người đó, cẩn thận. Nhà này á? Chết thôi, bỏ đi. Nãy có thằng. Ôi, gì vậy? Bóng. Nó đẩy đồng đội nó vô bo. Nó chạy siêu việt thế nhờ. Thế hồi sinh rồi nha. Chơi nó đi bạn ơi. Giết bỏ thằng này luôn. Đừng để mắt chỗ top 1 nha. Thằng kia chơi hay nhờ. Thằng kia chơi bóng hay nhờ. Hay à? Nó giờ mình mới biết cái chỗ nó đẩy được đồng đội vô trong nhà á. Ờ nghịch ngợm nhờ. Nó đẩy lên nóc luôn kìa. Ấy nó bế đồng đội nó bay luôn kìa. Ơ sao người có con này kia? Trời ơi thì mới bẻ là người nhỏ vậy. Quả đấy tao lát thôi con ạ, à. Con mày chết từ tập trước rồi. Gạt bỏ mẹ luôn vậy. Rồi hắn hồn sao? Đeo có máu khổ thật sự luôn này nhà mọi. Không có tí máu nào. Khổ cái đấy. Qua đây ngồi rồi mà vẫn chết đó. Ngồi tóc qua kia rồi vẫn chết đó. Đeo có máu. Ôi, từ đầu bắn cả mấy thằng bên kia mà sang tận bên này không có tí máu nào. Sợ thật. Thì mình thôi còn được có máu luôn. Rồi, ok, làm lại là hay. Hiểu vô chưa? Chuyển cây này để. Hiểu vô chưa? Anh Quang ơi, anh Quang ơi, thôi để cho em xin một slot cho anh cho bạn Hiếu nhá anh nhá. Hello mọi người mới vào nhá, chúc anh em một tối vui vẻ. Anh nào chưa follow kênh của em lượt follow kênh. Được chưa? Làm lại. Gửi mã nhóm lên cho Hiếu đi bạn. Đang mở mã mình đây. Bạn có bạn không? Có bạn bè về Hiếu thì mời Hiếu vào được. Làm lại em ra ok ra. Đỡ không anh, em vừa thấy nó thổi mầm lên mà. Vâng, hộ em. Ai rồi cũng tỏi mà không, quả đấy không có máu anh em. Nếu mà có máu thì em chả phải chạy lên đấy lút đồ rồi đấy. Đấy không phải ngon bạn ơi. Đấy không phải lên đấy để lút đồ thằng đấy để làm gì nhá. Còn em xuống em bơm máu là ngon lành rồi. Không, bơm máu mới chết hơn á, tại đứng dưới bắn lên mà. Rồi, bây giờ có tem rồi bắn nó lại khác anh em. Bạn Hiếu bắn ngủ ngon không? Hả? Bây giờ hỏi bạn Hiếu ngủ ngon không? Hiếu đang dỗi từ chiều, chết từ chiều đang dỗi. Không. Anh xem anh biết mà, đứng rồi anh ra. Nhỉ? Không, quả đấy có máu đấy, có phải là anh em mình nữa phải lên lúc xa ở đấy không? Phải ngon lành không? Có máu rồi nhá. Hello anh em bên kênh của Hiếu nha, chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Hiếu lên live chưa? Lên rồi bạn ạ. Tôi ngủ dậy nhưng live bạn xuyên đêm. Sao cảm giác thấy yêu đuối thế nhỉ? À, live thấy Việt mới ngủ anh dậy. Hello Hiếu nha. Live thấy Việt Anh, hình như là thấy Việt Anh ở trên kênh thế giới ấy. Mình nhìn cái avatar giống lắm Việt Anh ạ. Biết có phải không? Tính xin vào nhưng mà giờ mới nhìn thấy. Nhìn quen. Thật sự vào người ta bảo hack. Đây. Ê à. Bây giờ bắt tim vào này. Chơi. Xin vào cái bảo hack bữa nay pick của em. Hiếu với lại Hiếu với lại ấy dạng này bốc phép kinh thật. Hiếu với Trọng dạng này nó phép kinh thật. Học từ ai đấy. Rồi. Vào trang nó bảo mùa trước có 2 chấm, mùa này bằng 8 chấm. Kích anh ạ. Nào. Link server nữa nè. Đứa con gái ấy. Nào mà những người bạn của tôi dạo này sao lại toàn ăn tục nói phét thế. Ê chết tôi không. Hồi chiều anh bắn đúng không? Anh bắn Levit đúng không? Anh á? Y như Tuấn Anh hồi xưa. Anh hồi xưa. Làm anh em nào chán này, chán chuẩn mà mọi người ơi. Đây theo tới đi, tới nhảy cho. Cái khu nhà vàng ấy anh em ạ. 800m, ok. Nhà vàng nhá. Em chào nhá, nào mới vào nhá. Hello mọi người. Mọi người ơi, có thông báo không anh em? Có chứ. Không anh ơi. Đang top 1k vẫn cắt ghê anh em. Không thông báo nha. Anh bắn thì anh bắn thì bắn thôi chứ đi để ý làm gì em. Đông nhà. Có ai theo rủ tớ không? Để tớ đáp đây.
Có. Ok. Lút đồ đi. Mày rớt đất rồi. Ơ, bắn cái gì đấy? Ôi. Phú Hải nhá, hết đâu anh? Kìa, chiến nào gà kìa. Em không có súng. Qua chỗ gà, anh em. Không không, em ở đây. Em ở dưới gì? Em ở dưới này, em bảo xuống dưới được. Đây gà thằng này đi ăn đi. Đây nha. Ở đây có thằng. Không không bắt được nha. Mình phải kiếm góc lên đã. Ở trên này. Mình nốc một thằng chẳng biết được. Được kêu chưa? Cover này cứu đồng đội này. Máu này có máu gì em? Chưa em. Chưa có sống luôn nữa. Nó ném nết. Ai à, thằng bạn hay thế. Cẩn thận nhá, cẩn thận sang ướp nhá. Rồi, nóc 2 rồi. Hay quá bạn ơi. Sao sao ướp bạn hay ghê. Chú Minh Nga. Em phải lấm thêm mất đạn chứ em hết đạn rồi. Tôi hiểu vào cái là nó khác ngay anh em ạ. Ây giờ. Được ngủ nhiều. Được ngủ nhiều phát sướng hẳn. Nhìn mẹ rồi chứ mình cũng ngồi bạn ơi. Mấy thằng khứa này. Ui X8 này. Ơi hello Suka nhá. Hello em yêu. Ai à? Ghê vậy. Đủ má rồi. Ghê vậy. Cố gắng không gãy, nó đây rồi. Rồi em yêu các kiểu luôn. Nó bị là sao đấy anh? Bình tĩnh nha, cứ bình tĩnh anh em ạ. À đủ thế à? Mai xuống anh bảo dưỡng cho. Ok, thế mai hội em gái nhá. Ừ. Ok, thế mai xuống em gửi tiền cho. Ừ, chiều mai. Ok anh. Thông cảm nha Phát, vâng. Cái này nó bẩn quá nó thế. Cốp này, ui, cốp nhiều lắm anh em ạ. Dư cốp 3 cơ. Vâng, anh đóng cửa. Chết mình rồi bạn ơi, có người này. Ủa sao không thấy ấy. Giày vàng ở trên đầy này anh em này, lên mà lấy giày vàng này. Ừ, đúng rồi, Suka xinh lắm anh em ạ. Ây, xinh à? Xinh không? Vừa xinh, xinh đây còn mông to này. Ây ôi, ngon lành. Nó đang kê nhau này. Ây, bạn ơi. Ui, ở gần đó, xa trời bạn ơi. Yếu lắm rồi đấy. Ngoài, thằng ngoài bắn gần chết. Thằng này bóc lốp mình quả ác thế. Ngoài bắn gần chết. Không bắn được anh em ạ. À. Này, cốp 3 này anh em ạ. À. Bên này này. Mark the location. Ây, cô ma đọ môi hồng cho ăn mượn đất ăn trồng củ khoai. Mình biết bạn ở đây, nên mình lượn lại, mình sẽ lượn đi. Đi Hiếu ơi, đi anh em đẩy bên này Hiếu. Hiếu theo tớ, đi. Anh đang heo rồi. Cái gì đây, mũ ba ra bà. Ui, ra. Ê, chỗ tớ có này. Anh em bình tĩnh nhá. Chỗ tớ có này. Không, mình, thằng này mình no được. Anh em đâu rồi? Đấy, ẩn lia rồi mà. Ơn lóc thằng đấy rồi mà. Lia chưa? Không, chưa lia nhưng mà bên kia còn đi xem nào. Còn có hai thằng nữa. Bên này còn, bên này còn, bên này còn. Bên này còn này. Ốp. Nó bắn em. Trên đây, đợt bắn em nè. Ở trên đây. Ôi, xuống 6 người này, thêm 3 thằng nữa nha. Ừ. Ok bạn. Má, sao tụi mày lại bay tao? Tụi anh cẩn thận nhá. Tớ bên này tụi bắn chết này rồi. Bắn 3Z chỗ nào đi? Đây còn thằng này, đây còn thằng. Trên mái hay sao? Trên mái hay là không. trên đấy? Ok. Tầng 2 anh ơi, nó tầng 2 nó ngọt. Ok, thằng ở đây này, đây có một này. Hai thằng, ít nhất hai thằng. Chỗ đấy á?
chỗ này nè. Có một thôi mà. Trong này nó không? Có một thôi. Một. Hai đạn. Còn một, bên này còn một nha. Mày không chạy là tao bắn luôn này. Kê cho anh nhá. Biết nghe như kiểu có thằng trên mái vậy. Ủa? Em đang bắn sang bên này mà anh. Số 2 đẩy, đẩy nó số 2. Nóc 1 này. Nó đang hàng đá rồi, hàng đá này rồi. Đâu rồi nhỉ? Anh em đâu hết rồi. Hay quá. Không phải đấy. Làm gì chạy nhanh thế? Thằng người đó nó dưới đây hay sao anh? Đây em ơi. Someone has been here. Đang bay dưới bộ. Qua hiểu đi, em qua hiểu. Qua bên chỗ anh hai thằng anh đang có thằng bên đó. Có thằng đi bắn nè, có thằng đi bắn nè. Nó bay rồi. Chỗ anh hai thằng. Em chào ba hai người đang xem nhá. Em chào anh em mới phát nhá. Hello mọi người. Mọi người qua bên này này anh em ở. Ok, để em qua. Watch out. Ui. Bên tôi có một thằng nó nằm đây mà. Được mấy thằng đấy, bọn nó trục. Hết rồi, còn có ba thằng này. Ba thằng trong nhà này. Thằng ở bên tớ mà không tay nào từ từ tìm được nó nhỉ. Nó ở chỗ cổ luôn đúng không? Đây ngay trên chân này đây. Watch out. Ôi nó đây nè, nó đây. Ui. Con lợn này chạy nhanh thật. Bố mày. Yến nhanh thật đấy anh em ạ. Đúng rồi, nó trong đó này. Nóc này, nóc này, lên anh này. Nóc phát nữa này. Cái tội điếm này, điếm này. Clear chưa? Hello anh Minh Anh nhá, hello anh. Nóc. Trong đây clear rồi, còn ngoài thôi. Oh skin. Ngu nhỉ, thủ gì thủ nâu một chỗ vậy. Em, nó có 3Z thế nào ấy. Đúng rồi, bật đây tao. Cái 3Z này ai bắn 3Z đi anh nhỉ? Hết rồi hay sao ấy mọi người ạ? Ê chào mọi người mới vào nhá. Đây buổi đi, tối nay còn đỡ, buổi sáng live, tháng nay live bị bóp chân tám quá anh ạ, không ai xem luôn. Đi bắn đi. Đi bắn tên lửa đi. Đi sang đây, đi sang đây. Bắn tên lửa đi. Quả đủ tới này. Bên đó lại hai team vô nữa nè. Đâu? Ở đâu đấy? Đi qua cún kìa. Mới ly một team xong đấy. Thế đi qua đây anh ơi. Có dù bay không? Anh em nào có dù dù bay không? Đây nè, đây tôi có hiệu nhá. Cái gì? Tin không lấy chẳng lờ. Tơ kìa. Đợi đi mày. Không, chỉ có đi được hai đâu. Rồi. Đến lượt em bay đi. Em bay bắn nha. Em bị thất ra rồi. Này có à? Cứ lý cái team này xong rồi. Okay. Em vào đi. Anh bay rồi, cái này anh bay rồi. Nó chạy qua cái chỗ thân nó bay rồi, 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 ok để em. Anh này chưa vào được. Đùa bay luôn đi. Tuấn Anh ra cho khác đi. Hello AK nhá. Chơi nó chơi qua sân bắn được rồi, chơi chưa? Em thoát ra đi. Có người xưng em là ai vậy? Sao lại có người xưng em là như nào? Bắn đi. Bắn lên đi, cho Hiếu đi xong được. Ra okay. Hiếu à, vào ấy. Ui trời ơi. Ok, đi xong. Nó qua cái sân banh của LTE nha mọi người. Hello anh làn khói trắng nha. Đâu? Số 4 ở đâu? Sân banh LTE mới vào nhá. Đố con chấm. Ui trời ơi, xa lắm, tít một tắc cơ. Qua đi qua bên cây xăng kiếm xe. Bọn tôi bay 100 lần không tới chỗ bạn ấy. Không okay, có okay, người à anh ạ. Chào Trúc Linh nhá. Mình đang bắn FFF từ từ để mình đợi chờ anh em tới mà. Mình liên một team đây rồi. Không có người à? Hello anh vịt mèo nhá. Hello anh. Trong team em ý là ai? Có người xưng em. Không có ai xưng em cả. À mình đấy đi. Là bạn gà. Bạn trên kênh anh em ơi. Bạn trên kênh. Bạn gà. Nghe tên đau ruột nhỉ. Uầy, bay được xa ghê ấy. Cái này nó bay xa lắm. Thôi bỏ mẹ tới rồi, chỗ này có người ấy. Thôi. Sao con ong rồi. Tao bắn nha.
Hiệu ơi, khả năng Hiệu bắn trước đi nhá Hiệu ơi. Bây giờ hiện tại bây giờ hết vết sần lót rồi. Nay anh nhắn tin mà không thấy đâu. Mà không đợi được. Năn mà để không chết anh ạ. À, nó bắn 1-2 viên là lơi bom à. Cho mùa World Cup. Mọi người đi gần nhau đi anh em ơi, đâu hết rồi. Chúng tôi có một thằng này, rồi, anh đây, em ơi. Đây. Để ở đây, chúng tôi có một thằng. Anh em kiếm xe đi gần nhau đi. Đâu, bạn ở đâu? Nó chạy mẹ ơi. Ui ồ, tớ tưởng nó đông cơ, hóa ra có một thằng ạ. Cay lực. Ờ, năn bong này là nó bắn 1-2 viên là chết anh ạ. 2 viên. Tôi chết mẹ ạ. Sao lại mất máu vậy anh em, mất nhiều vậy. Em chở đi, anh ấy là. Em chở anh sang chạy nhá. Tưởng tao như xe thì anh la cỏ kẹo quá. Ờ, tưởng tao như xe thì cũng la gì phết đấy nhỉ. Nó đi con xe thì rất nguy hiểm, ở ngoài không nhìn được vào trong, cay thật. Không được top 1 nữa là bắn với gà. Hôm qua nha, ơi trưa nay bọn em bắn 5 cái top 1 liền anh em ạ. 5 cái top 1 liền. Ngày mai nha, hay ngày mai thì mày làm mình đi được chỉ tôn. Tôi đang bắn gì đó. Từ cân 2 thằng, chỗ từ có 2 thằng. Anh em đâu rồi? Đây, đuổi theo. Đi thẳng sang hướng Pochiki, nó vừa chạy hướng này xong. Đi. Cho tớ đi vậy. Alo. Đi hướng này này. Tớ đang cần anh em đón. Để anh kiếm xe. Khổ dữ vậy. Còn slot không hết slot rồi em ơi. Không anh ạ. Không được kèo nào anh ta. Đây là xem con xe trước mặt này. Cẩn thận con xe trước mặt này. Ôi mày của em nó bị bóp tương tác hay sao ấy mọi người ạ. Đúng rồi, xem PT em nó bóp nhiều lắm. Hy vọng sang tháng này hết. Cứ chăm chỉ đi, không có hết đâu. Cứ chăm chỉ đi, nó sẽ bóp nhiều. Ừ, hai thằng chạy có bóp ghi mà một mình tôi đứng giữa đâu, tôi sấy mà nó chạy luôn nhá, không quay lại luôn. Qua. Ê! Trên đâu đây? Này. Để trả nữa. Chết mẹ rồi, ngủ rồi. Thật sự luôn ạ. Ta ném nửa bình tĩnh nhá. Còn hai chân mà. Tại thế nhờ. Bạn đánh con xe là tớ bỏ thằng đấy mà. Bay về đấy luôn. Kiếp. Nó chết nhà thờ ấy. Đằng này còn người này. Mấy chạy mấy dòng mét là đứt cái xe luôn. Này, bạn ơi. Okay. Chiến ơi, chiến ơi, lên xe chạy một phát ra sau. Chạy luôn hả? Bơm. Từ, không. Nó đẩy rồi. Chơi luôn, chạy thank đi. Hiểu máu. Em cảm ơn anh đã donate cho em 9.990 đồng nhá. Em cảm ơn anh đã khỏi 8 vừa donate cho em 22.222 đồng. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thank you hai anh nhá. Sao có xe bạn? Chơi luôn nào. Chơi luôn. Lốc 2 rồi mà chưa gạt được á. Từ lốc đầy rồi. Sao có người. Chết rồi, vậy thôi mà người? Mọi người ở đấy thì mình làm sao mình Năn ơi, con thằng đây nè. Đâu, ở đâu? Watch out. Trong nhà xanh đúng không? Đúng rồi. Từ mình ngủ. Ơ im đấy. Tớ chuẩn bị nốc thêm một này. Một thằng yếu, 2-3 thằng luôn. Nóc 1. Không hiểu mấy con xe đây đâu mất kêu. Đang sau đuổi anh này. Ok, anh qua đen lúc đồ này anh. Bên em có đồ này. Xem bên em có đồ nè.
đỡ cái map không có xe. Cho anh quả khói chiến ở đã. Đâu anh? Đâu? Bạn ơi, tí nữa con vô tử phát từ vòng đằng sau này. Từ nhá, nó lên xe nó chạy rồi, thôi kệ nó đi. Anh ấy đã. Em cho nó chết luôn. Chạy à? Hello Trần Sơn, nhá, hello em. Có 1-4 chưa? Có rồi, đâu, sát nó đâu em. Đây anh mò anh chơi bọn kia. X4 này nè. Đâu ấy? X4 nào? Đây anh. Em lụm luôn. Tuấn Anh ơi. Ơi, tự nhiên bật cái map đi. Có xu không? Thấy mình chạy từ dánh nó giao qua tới đây em luôn. Em có anh này. Đầy xu nè anh. Á, đồng bộ từ dánh nó giao qua túi tới bên này luôn ạ. Lốc này, lốc trên là nhà thờ này. Ok, từ từ mình đi mua băng là xịn ạ. Nhà thờ đúng không? Tôi đâm lên luôn nhé. Ờ, bạn đam đi, bạn đam cover đi. Anh em nào còn một mạng hết game mình hồi sinh rồi. Hết hồi sinh rồi. Ủa, bằng đàn. À, cho mày đấy, tao đi. Không nốc kìa. Ok. Chỗ tướng này. 2-2-2-2. Đấy, đẩy lên này nhá. Lốc này. 2, lốc 2 kìa. Đẩy lên cover kìa. Trên nóc à, Không, ở dưới bạn ở ơi. Dưới trên nóc. Clear chưa? Clear đúng mấy không? Này, này. Okay, nó hồi sinh. Mấy thằng rau dưa một mình tự vả chết ngay mà. Dầu. Bỏ thằng kia để đi qua với anh em đây. Quá trời dầu. Nó chạy bộ từ dắt ra giao qua tới Skull luôn ạ. Trời ơi. Còn không có một con xe này trên đường. Hết rồi, team này clear rồi. Hơi cô ma đọ môi hồng cho ăn mận đất ăn trong cụ khoai. Khoai. Bắn cháy thật. Có một thằng bắn phải nè. Ở đâu my friend? Ê, xe. Watch out. Bom nhá, anh em đừng đẩy chung chạy quá. Má gặp dữ vậy. Bạn công team này thì bạn đen vãi. Bạn công team này thì bạn lại sai rồi. Sai là vậy. Bạn không biết là LTA giờ bắn gần như ngày xưa rồi. Mồm điêu như là anh em là mới vào ủng hộ em một cảm xúc. Ô không, thật mà. Ngày xưa tôi bắn khiếp lắm, bây giờ tôi đỡ rồi đấy. Dữ gì sao? Ui, ngày cái hôm mà tôi chơi lại được cái hôm một hai hôm đầu tiên nhá, nhìn thấy địch sợ bạn ạ. Vãi trưởng. Ngày xưa ngày xưa thì 4-5 thằng vây mặt vẫn tỉnh bơ. Đi một xe này ơi. Để tôi loot đồ con này đã. Xong vụ đấy em lượm xăng đấy. Ê, X6 này. Này, còn ai thiếu X6 không? Sáp đầy đây mà, mọi người loot đồ cái gì đấy? Loot ở bên này này. Sáp 4 5 xác ở đây mà. Loot 1 xác là đủ rồi. Anh em loot chỉ cần 1 xác là đủ. Một xác thôi giàu như gì. Thôi đi đi săn người hết người mất. Chào anh chào anh Minh Quý Bùi nhá. M4 level 5 giá nhiêu? Anh M4 level 5 thì có giá khoảng tầm từ 2 triệu đến 3 triệu hơn em nhá. 2 triệu rưỡi đến 3 triệu hơn. Đẻ rồi. Ui, đây nó chỉ người nha, cái thằng hãy nó bắn tớ đây nè, ngay nhà này nè. Có một thằng thôi. Giờ thì làm gì còn. Sắp bắn hay rồi anh em ơi, thằng em sắp lại tay rồi. Em bảo xong cái vụ trí tôn này thì bắn solo rồi quát thì không ngán với con nào mà. Kinh này vậy, okay, gặp hiếu là cháu lại bế đi ngay. Chấp hiếu với trọng lại một phát nữa vào bay luôn. Anh em không để ý cái pha nãy mình chạy bộ từ dắt ra giao tới. Cô ma đỏ môi hồng cho ăn mượn đất em trong củ khoai. Cầy chỉ tôn mà đi thăm luôn. Ước gì được pha tìm một bên tí nha anh em nhỉ. Nghe chỗ ngã tư, ngã ba, chỗ center. Gặp team đấy là từ không gặp team đấy là từ không không bắn đâu. Tớ chơi với cả tất cả mấy ông ấy mà. Có đâu mà có. Có là gì có. Thằng nào bảo có. Ông nào bảo có người mình nhảy luôn xuống chứ. Ê, người đây này. Người trước mặt đây này. Chơi nó luôn. Lên xe đuổi luôn này. Quẩy siêu xe. Này. Lên. Đi dạo qua đây. Ra đây lấy góc bắn này.
Đừng có vào. Đi ạ, tớ bảo ra đây. Ra đây lấy góc mà bắn này, cái gì phải vào đấy làm gì? Ơ. Vãi trưởng thật. Vãi cả mà nói không nghe kìa. Ui. Bắn kiểu gì đây? Ai đai thật. Đùa. Chơi như đùa ấy. Vãi thì bạn phi một phát vào 4-5 thằng thì bắn cái gì? Sao mà bắn? Đâm vô giữa đầu, đưa họng súng nó luôn. Thề đùa. Thề đùa. Mình nói sai mình bắn. Chịu luôn, vào ra ngoài góc bắn to như thế, sấy phát chết cả tem nó rồi. Nó chửi cái túi xe nó nóc rồi. Đúng rồi. Anh em đâm quả xe tím quá. Đâm quả đấy đẹp vậy, còn gì nữa, nó đang bắn nhau mà. Bắn xong rồi. Họng súng nó sấy vận động luôn mà. Anh đang lấy họng súng luôn á. Cạn lời anh em ạ. Vừa dừng cái là mình vừa động luôn. Anh em chết lẹ quá. Lẹ gì, là gì có ai bắn đi pha như thế bao giờ. Hiếu về tối nghỉ live viết bản kiểm điểm nộp đi nhá. Vãi thật. Hiếu hiểu. Mình đã bảo như thế rồi, bạn vòng ra cái góc tớ chỉ đấy, góc bắn như thế, bốn thằng nhảy xuống sấy tim nó không có đường thoát luôn. Thôi nào, lại nào, bắt đầu đi. Đập một phát vô học, ta đỡ mình. Nói chung là anh thấy anh em, mình vừa động, thấy anh em động hết luôn, nhanh quá. Đó, mình cày danh mà, đâu phải bắn đùa đâu, trận đấy mà bắn top 1 là phải được 50 điểm, 40 điểm, 45, 50 điểm ấy. Chẳng có nhiều á. Ừ. Top 5 là 23 điểm. Đó, 5 hai mấy điểm, trận đó phải 40. Trận đấy chết như thế mà mình mới được 38 điểm. Trận đấy phải 50 điểm anh em ạ. Cái tụi đó tụi KK mà. Đâu rồi, Hiếu đâu rồi, Dỗi à? Trọng này nó chín giờ lót, hỏi sang xem. Không phải anh em bắn nó phí anh em ạ, bắn nó phí trận game là. Em thề mọi người mà ngồi trên xe phi như vậy ít nhất là phải nốc được 2 thằng. Không bắn được. Ăn lẩu cua đồng hạ hỏa. Ok, hôm nào em tạt xuống nhá. Không, quả đấy không bắn là như thế. Bắn như thế là phi game, phi thể thao. Một cái gì? Làm gì có ai bắn như thế? Này, một tem phi vào thế một mình em có một góc em phải sấy ít phải được 3 thằng. Đâm ra ngay chỗ góc đó bụi rồi cây nó khó. Anh em ơi, nhảy đây đi anh em. Đường ngoài xấu á. Thế rồi Hiếu biết là kiểm điểm trình lên cho anh em. Kiểm điểm và tường trình đăng lên kênh. Ký chữ. Hôm nay ngày bao nhiêu giờ này giờ? Vì không. Thằng đấy quay sang nó bắn mình luôn nhỉ anh em nhỉ? Chữ khí phụ huynh đoàn hoàng. Bốn thằng nguyên mà. Bốn thằng nhưng mà nó đang bắn nhau mà ta. Nó bắn xong rồi, nó đẩy ngược lại rồi. Nó đẩy ngược lại rồi. Ngoài bị hai thằng ngoài bắn, hai thằng đổ xác ướp vàng luôn. Mình bị thằng ngay gốc cây thạp lên rớt luôn. Nào, chưa được cái top 1 nào đâu đấy. Nãy mình bắn nó bên trong mà. Chưa được cái top 1 nào đâu đấy. Mà cái này theo. Thôi, sao em bây giờ xuống sân banh của người ta đi. Theo rồi cô ạ. Nhảy càng. Ni hảo, ping chicken ling. Thôi bảo fan chen đô nhỉ. Ni hảo. Ơ, số 2 nào kia. Thằng ngũ bị lạc đấy. Số 2 nào kia. Có theo thay mơ. Hiếu ơi. Ok. Tớ đang định bảo bạn bỏ chấm nhưng tớ ấn phát trúng chấm luôn. Vậy bạn chấm đi. Ok, nhảy đi. Trận này còn Dũng Devin anh em ạ. Devin Dũng anh em bắn cẩn thận nhá. Đâu, nó đâu? Ờ, có Devin Dũng à? Ờ, này gặp Dũng à. Chắc nó xuống đây thôi. Đúng rồi, nó cũng đang cày với tôi sáng nhập mà. Chắc là team nó xuống đây thôi. Một team này. Hiếu đang bị chậm, Hiếu này ta, ai ta? Hai team nhá anh em. Cái gì? Team mình xuống đầu đấy. Ok. Team mình xuống đầu đấy. Ok. Này, tớ bảo đáp một phát vào giữa này.
Team mình phát vào giữa luôn này. Lấy súng xong công hết ra ngoài mà ăn này. Không cover được. Không, không cần, vào giữa có súng mà. Ở viện đó. Trước mặt kìa, bên phải kìa. Cái đi cơ. Điều có súng rồi. Anh em đâu hết rồi? Đỡ rụng rồi này à. Đỡ hai tên luôn. Thôi mình chạy ra, chạy bỏ đi. Số 2 bỏ đi, bỏ. Anh em sao đấy? Không có súng. Có người này. Có người đây nhá. Số 2 vào kho này lút để tôi xử thằng bên này đã. Ok ok. Trên đầu bạn cộng 1 nha. Nào ba lỗ thế. Cộng 1 cái này thôi. Hết đạn. Chặt tới. Ra sau thùng mình. Không có. Mình có đúng tiêu gì thôi. Có một thằng bên này chạy ra rồi, nó chạy đi hồi sinh rồi. Mấy bạn nhảy xuống sau cùng đừng có vào giữa, ở vệ thì nó bị nhiều súng luôn đấy. Cứ vào giữa là tù nhất. Tớ vào giữa có độc một khẩu súng, hai anh em trách nhau. Đừng có vào sân bóng. Anh em vào sân bóng làm gì? Người này. Sân bóng còn người không? Để tớ lên cover này. Hết rồi. Một thằng chạy qua bên này rồi. Hết cái gì mà hết, nó đây này. Ừ. Bot. Đây này, một thằng chạy xa luôn rồi nè. Ok, kệ nó đi. Cho nó đi hả? Tha nó hả? Thôi được, tha để tí lấy người bắn bạn. Nó đang bắn kìa, nó bắn ai bên kia. Mình còn chưa có một con giáp đây anh em ạ. Đấy, nghe nó bắn không? Kệ nó, bot nó bắn nó. Thề, qua đấy mà Hiếu ngồi gần từ vỗ cho phát. Mình đi xe mình hay nao vậy đấy anh em ạ. Không, anh em bắn cây danh anh em mình phải ấy thôi, phải từ từ. Không được như thế. Ôi giời ơi, thằng nào chửi tao đây. Đá như Messi anh dài ạ. Tao không cho mày đi hồi sinh đâu con, mày ra đây. Mày chỉ có bơi thôi. Gì thôi, thằng nào vừa đặt tên đi cụ Hiếu đấy, thằng nào nó chửi mình anh em ạ, đặt vào tên mắt dài thật. Dâm hả, đâu dâm? Dân ơi. Dân ơi. Nào xong giao lưu con ác, em mới đăng nha, anh dai con ác mới đăng để anh bán mất rồi, em dai rồi, anh tiếc quá. Còn đấy anh em phải để cho em mới là hợp lý, còn đấy anh đăng lên, anh lại bán luôn rồi. Dân ơi. Anh em không... Anh không nghĩ ra em, thế là có người mua mất luôn. Đi thôi mọi người ơi, lấy xe đi xuống đây bạn lút đồ đúng không? À. Ui giời, ông bên này ông cầm 6 gan ông thọc mình quá. Chạy đúng không? Cốp 6 này anh em. Nghèo thế, không có đạn gì luôn đấy anh em ạ. Mark the location. Không có súng luôn mà nãy xuống hai người chạy nhông nhông chẳng có súng. Đâu, để Vi Dũng nào. Anh em nhảy ở vệ thì đầy súng. Đấy thuyền qua mình ngay chỗ gách cái gì quên bả rồi. Thuyền á? Mita. Hài quá anh ạ. Quên luôn. Ngay ngoài sông Mita nè. Đã như Messi anh em nhỉ. Ông nào có bao nô đưa mình đá phát nào. Cho anh em trên kênh xem tí cho nào. Không có luôn á. Vita nè. Nghèo đế không có xu sùng gì anh em ạ. Từ Novo chạy qua Vita. Anh em ơi, loot đồ đủ đồ đi để đi thôi. Đi săn thính thôi. Đi thôi. Xuống bắt thằng Vita đã, nó chạy thuyền nhớ đi đâu rồi nè. Nghèo nhờ. Nghèo đi bộ đâu. Mark the location. Nghèo dã man. Cái giống đi lút đồ rồi này giống nghèo. Đường bay thì xấu, cái sự kiện lần này làm lỗi quá. Đây anh em, mấy cái sân bóng đá này nó cho tầm nhiều đây, cho được 4 sân. Không thấy ở đâu. Cái ấy ấy. Cái to nhất đi bạn. Nhà xanh nó lỗi ở cái là
Đáng nhẽ là bắn nhau. Đã làm ra sự kiện thì trận nào đường bay nó phải vào cái chỗ vàng vàng kia kìa, đấy mới là sự kiện. Đây nó này, nó chạy qua đây này. Mark the location. Ở đâu, chạy qua đâu? Okay. Nó đang bắn đấy, nhau kìa. Đừng bắn vội nha, đang chạy bộ. Mình không có bóng mà lăn. Xe thì không có. Không có cái gì hết, chạy bộ, không lo mất. Qua bên Mew, Mew ta là có đấy. Kê nó. Mình bắn được nó luôn đấy. Này bắn nóc được nó rồi mà. Này chuẩn bị này, zone đã bắn nóc cái thằng bờ tường này. Đâu. Ôi giời ơi, bờ tường này một. Biết đang đẩy. Đâu rồi? Nghèo quá anh em ạ. Trong nhà. Ok. Hai người đi sát với nhau đi. Đừng để nóc. Mình ở đây mình xa mình. Còn... Ôi trời ơi, đi mẹ chờ xe. Điếm vãi đầy. Thế chịu. Nó nằm ở cái xe bạn ạ, tôi chạy ra lấy xe bạn ạ. Ngay cả đá kìa. Thế thì còn lại bố luôn. Không chơi thế thì chịu rồi. Đâu rồi? Bãi hai thằng. Trời ơi, nó rồi. Vậy thì bây giờ làm sao? Không có xe luôn à? Không có xe mà. Bỏ bỏ. Đi bộ mà. Bốc một rồi. Vừa nghe kêu ngoài rào cái là nết vô liền luôn à. Ui, hai bạn bắn vậy chết cho nhà người ta này. Bắn để cho bom nó ném nóc. Mình đâu bị nóc đâu, mình đâu bị nóc bom đâu. Gà đang ngồi ngó cho trên nét giữa đầu luôn. Tớ đi chạy ra khổ nhìn thấy con xe. Ê bạn ơi, Hiếu ơi, có thằng nó nằm ở con xe đỏ đằng đấy đấy. Mẹ chó chết thật. Tớ mà bắt lại thằng này tớ vả cho vài phát mặt. Cái nhà trước mặt bạn có xe buggy. Nhà đỏ trước mặt đấy, có hai con buggy. Đây ạ. À? Mình trước mặt. Đâu cứu đây này. Giờ về đâu hồi sinh đây này. Về đâu hồi sinh á? Đây, vision nè. Nay cái chỗ của bạn còn người không? Có một thằng thôi, nó đi rồi, chắc nó đi rồi. Không biết có nên hồi sinh ở đấy không anh em ạ, hay là sợ nó cam ấy. Nó không cam đâu bạn, thằng này nó đi rồi, chạy mất dép. Ghét vãi. Ờ, khéo nó cam đấy. Cái thằng điếm ấy, cái thằng này nó điếm lắm, khả năng nó cam thật đi. Gà ơi, rút kinh nghiệm rồi lần sau vô nhà đừng có ngồi. Đấy, có xe đỏ đấy. Này, đừng, có xe đỏ nó lừa ấy. Nó vứt xe đấy, nó lừa đấy, mẹ dành con. Tớ chạy lại xe, đứng lên, nó bắn cho vài viên chứ, ảo thật. Chào anh nhát nữa. Đời. Đừng có kê nha gà. Đời, có những thằng điếm đấy. Đem bò nó. Ta không để ý. Hai anh em quả về xong là quá kém luôn đấy. Hai anh em mà phải lo nó lo được nó hai thằng. Ít nhất là phải lo được hai thằng chứ đúng không anh em nhỉ? Check đi đã Hiếu. Nghỉ một. Thì thằng kia nó nóng một thì nó vậy. Check đi Hiếu ơi, không lại cái thằng điếm lại ở đây đấy. Ok. Thằng điếm ở đây. Nó mà là đây nó thì thôi đấy. Thật nó nằm ở xe, mình chạy lại xe nó bắn mình thì đúng là thật sự luôn. Mình chưa giờ mình nghĩ là có thằng ở chơi bẩn. Sợ thật. Trèo một cuốn mấy của mình một cái. Thanks. Chứ đều thật sự. Limo ca hay sao? Khá giống nội địa chúng tôi. Phải em và Python đấy mà lút đồ. Anh em và Python đấy mà lút đồ. Thằng này nó chơi điếm mà thấy thằng ấy già khó tính lắm. Thằng ấy già thì thôi luôn. Thằng kia nó bắn. Thằng bắn CKL là tốt thật. Đứng từ xa nó vãi ra cái rụng mụn luôn. Nâng cao rồi. Nốt đấy. Nó đang dính lắm. Ủa, đàn mơ 16 anh em, đạn tay. Ủa, mẹ cho khẩu M4000 hay không cho. Ừ. Ủa, bên này có AK này anh em. Đây bắn AK với... Nhớt 4 nghèo thật đấy mọi người ạ. Hiếu dạo này hay ướp nhỉ. đang cảm thấy nó rất chặt. Em nhớ có xăng nhà bình xăng nhá mọi người. Hiếu bây giờ khác hồi Hiếu hồi sáng á ta.
cái gì đó gọi là lạ. Nó đẹp trai hơn đúng không? Mới tắm xong đây, 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 phải, Tuấn Anh ngày xưa vừa đẹp trai vừa bắn hay. Ngày xưa là còn bốc phét hơn vậy. Như hiểu rồi, hai anh em mình giống nhau phết đấy. Bạn không được bảo mình giống nhau thôi. Tuấn Anh hồi xưa lúc mà mới bắt đầu like á. Đấy kia này, Devin Dung kia này. 36 Hải đấy kìa. Để coi nó có mở like không? Không biết, không biết, không để ý. Để đi chết kìa. Mẹ sao lắm hiến ép thế nè. Nào để Hiếu làm lại cái pha lái xe nào. Thôi để cho anh lái. Để cho bạn Tuấn Anh lái. Giữ đạn xanh của anh lái không? Đạn xanh ở trong kia mấy chục viên. Đi nào anh em ơi. Nào đổi cái xe nào anh em. Đổi đi anh em, đổi đi. Đổi cái xe đi. Ai còn thiếu máu không? Cho một bình này. Mình thiếu đạn với máu luôn. Em chào anh Thuận nhá, nó cũng sờ chimmer này chứ. Bắn hay phết đấy anh em. Bắn gì đã tính ớt. Mùa ác không? Không lại rồi. Mùa còn khét hơn cả em. Mùa dữ lắm á. Mùa nhiều lắm. Nói chung là bắn hay. Bắn 5 ngón mà, bắn 5 ngón mà. Xe đổi nè. Cứ qua cho mua đồ ấy. Nhà mở thấy đi. À anh em mua mua à? Nào vào mua gì mua đi. Mình vô mua băng đạn rồi mua tay cầm các kiểu. Vô xin ít đạn, xin ít máu của đồng đội. Đây còn chưa loot này anh em. Máu me đầy này. Nghèo vãi cả chùa. Chờ một team nó dí vào đây thì ngon. Ừ. Đi vừa dùng nó. Nó săn người ấy. Này cho 2 xu này anh em à. 8 xu này. Ôi. Bạn ơi. Bạn có thể chừa cho mình ít không bạn? Tám gì? Mối gì? Tính mối gì? Máu với đạn. Đạn xanh đúng không? Máu đạn nước. Ừ, thiếu thân đâu. Ba cái đó. Bạn ơi, cho tôi xin 5 xu, tôi trả lại 10 viên. Tôi giả cho. Nè, đạn nè, máu nè. Xin, anh em nào có xu không? Xin 5 xu. Alo. Hết sẵn. I got supplies. Thôi được rồi, đi. Mọi người ơi. Trời ơi, Tuấn Anh nó lắc kìa. Bắn đi anh em, bắn chậm thôi. Bọn nó bắn cũng tốt. Về chung cư anh em ạ. Theo tay tớ bị ra mồ hôi mới đâu. Giờ bắn chậm lại nè. Mày nó bị ra mồ hôi tay trơn. Không cần được. Không, nó bị trơn. Trơn cho cái tay cầm ấy chứ. À, ừ, trơn cho đấy thì làm cái lót. Làm cái kiểu như cái bọc kìa. Với đầu mùa thì mọi người ít coi lắm, mọi người đi kẻ răng nữa cho nên là... Đây, đặt xe nè. Xuống nhiều lắm. Coi gì? Có người này. Có người trong nhà kìa. Đây đây, đập nó luôn mà. Hình như trên nóc nhé. Một người ném bom lên, một người ném bom lên. Hình như trên nóc. Trên nóc rồi. Này này, một người cover này. Nó đếm lên nóc rồi. Không, ok, cứ thử để check. Rồi, ok, không thấy đâu rồi. Nóc. Thôi. Nó bắn mà 24 đây mà. Nó bắn cái motion đây mà. Nó trên nóc. Trên nóc á, ai có bom không? Có bom. Tớ vừa ném một quả. Đây. Còn ông ném cái móc lên nè. Có bom rồi, nó chết à. Móc nhưng mà không biết đường nào. Góc nào. Tớ không thấy nó luôn đấy. Hay là nó ở tầng 3, đẩy đi. Không, tầng 3 hết rồi. Nó đang hưu máu, nó bên đang hưu máu rồi, nó đang hưu máu. Ai bắn đi cơ. Tuấn Anh nhá mọi người ơi, LTA shop anh em nào mà ấy thì đây để em ta anh em mà mua nhá. LTA. Đấy, em ta này. Đấy, anh em nào bắn lông. Vào bên đấy nhá mọi người, nóc rồi. Ok, anh em ơi. Anh em là mua nick qua bên bạn đấy nhá. Anh em nào mà có nhu cầu mua bản ad nạp UC mà người inbox bên LTA shop thì anh em hỗ trợ nhá anh em nhá. Anh xin lắm thế, xin 5 xu á. Mày vứt cúp 6 đây làm gì?
Ném 4 quả bom không chết anh em ạ. Ờ, ảo trời ơi. Ui thằng này giàu lắm anh em. Chắc chắn là giàu rồi. Không kéo lên được ta. Thôi đi đi. Thôi ở dưới đi. Đợi tôi tí đi, từ từ từ. Đi nào, đi nào, đi nào. Đợi tôi tí, tôi lao lao qua điện thoại phát. Nhất nha. Từ từ vào đi đã, khỏi nhớ bọn nó đẩy đấy anh em ạ. Từ 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 vào đi đã. Ba leo nóc leo đi. Mẫu này mình có 7 bình nè. Ở trên nó còn cốt, không nói mình lấy cốt rồi chứ. Mẹ, ghét nhất cái kiểu. Cần cái gì, nói cho mình lấy cho. Đây thì đang vui nha. Bot có sờ ca, bot có sờ ca. Lộc láo quá nhờ. Thằng kia nó có 14 đây. Cảm ơn sạc pin luôn vậy. Đợi nó tí, hai bờ bạn. Bởi nhảy nhảy được mà giờ không nhảy xong được. Chưa anh em xong chưa? Đi tôi, nào. Tôi cầm cái sạc pin luôn cái. Ok gà nhảy nè. Rồi nhảy xéo xéo lên, nhảy lên. Rồi bay. Gà ơi gà. Sao mày bỏ nó đi. Bỏ đi. Đi 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 gà. Đi. Mệt mỏi gà. Kìa, sao bây giờ mày anh mày ấy, em đang cày cho anh ở trên kênh này. Anh chơi đi, với đi, em. Đi. Ôi. Anh nhìn xuyên cây được đi. Luôn à. Đúng rồi. Anh xuyên quần áo anh còn nhìn được nên còn xuyên cây em. Xong chưa? Anh em xong chưa? Nè. Ok ok đợi tí. Có ai cầm xong không nè? 42 xu nè. Ok rồi. Đấy tay nó phải như thế này cầm bắn với sướng này nha. Tí nó lại ra mồ hôi bây giờ. Này điểm nhờ dựng cái bút ghi trên kia xong rồi leo nóc ngồi ạ. À. Điểm phết. Chả giải quyết vấn đề gì. Chạy đi tới bơm xăng vô. Ở đâu? Chạy đi tới bơm xăng. Bên này có người, bên này có bóng, bóng. Thôi, thằng này điên. Ôi. Đây rồi, đội trưởng nha. Em sao bắn? Em đang bắn tìm sao ma ma quá. Đấy, tha hồ mà lút. Đồng đội mình tốt thật đấy, thả cho quả smoke được đấy. Cho 10 điểm hành động vừa rồi. Gì đấy? Cao vào thì chết. Cái gì? Đi nào, Tuấn Anh bị lag anh em ơi. Tuấn Anh giật đùng đùng lên lái xe, nãy giật đùng đùng ấy. Ừ, không sao cả. Đây trước mặt này. Hai con nhá, ba con nhá. Nó đổi xe đấy. Xây. Ở đây mà xây đã. Từ bình tĩnh. Nó dừng đấy. Chưa được. Nó ơi ôi, bắn sớm quá. Đi. Ôi giời ơi. Đi nào. Bọn nào nó biết. Cái này giống team cũng Dũng nha. Đây này. Trong school là bọn khác này. Đây. Team nó ở đây không đủ đâu này. Bắn bọn đây này. Hay bạn hay lắm. Ui bạn hay đấy. Ở đằng sau. Chết mẹ không đem khói bạn này. Ê nó đây này. Mình đã bảo ở dưới rồi. Hay còn bắn đi chạy đi bạn. Chạy đi. Hay thế nhở. Đằng sau này. Đằng sau này. Không đem khói ra mày cứu được. Không phải cứu, bắn nó ra đằng sau này. Nó đã chạy vào này. Ôi giời ơi, bảo đừng có cứu. Yên tâm, từ. Chạm tới đây này, tớ gần chết rồi này. Hiếu, chạm. Bảo đừng có cứu, ra bắn cái thằng ngoài kia kìa. Thế, đúng rồi. Chấm máu. Hay lắm. Okay. Bình tĩnh, bò vô. Dũng hả? Tôi Dũng nè. Không, mấy thằng Trung Quốc, mấy thằng China. Tụi này bắn tốt đấy, Tuấn Anh lại... Nó ở ngoài mà mọi người cứ bắn ở bên trong, lốc một ở bên trong rồi. Ở trong một, ở ngoài một. Bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Ơi, tối nay có clip cho anh em rồi. Còn để chạm mình thì không chạm. Không nghĩ đấy, chắc là lồi quá, không lồi quá. Còn có một giây à, nếu mà buông ra luôn thì không được. Rồi đông quá, ngồi đông quá. Lôi quá anh em ạ. Mình thấy chắc cũng không để ý ấy. Hay là bắn quá. Anh em ngồi đông quá, chạm ai không biết. Chạm ai luôn á, ba người một chỗ mà. Có MG3 nha.
mình lấy rồi. Hello anh Thiện nhá, mà đấy thông báo rồi anh em ạ. Ở đây có hai thằng mà anh em mình vào để nó bắn chết được. Tiếc thật. Tiếc quá anh em ạ. Sao? Có mình chuyển sai cho anh em. Ê, với mọi người cái thôn sơn này nó bắn là tầm xa, tầm gọi là tầm trung cũng không bắn nổi luôn đấy. Ơ, thôn sơn bắn hay mà. Đi bạn ạ. Thông Sơn bắn tâm trắng hay lắm. Thông Sơn chỉ bắn tầm gần thôi. Ừ, bắn tầm gần, bắn tâm trắng thích lắm. Đi xe này. Đi xe này nhau. Bỏ đầu nhanh. Ờ, không để ý ấy anh em. Đấy nhé là người cứu nó phải chạy qua bên cứu Tuấn Anh trước thì ngon. Nhưng mà ba người chụp một chỗ đâu có chạy được. Không biết chạm ai luôn đấy. Và đấy là theo ý tớ là bạn phải bắn thằng ngoài trước bởi nó chạy rất là trống. Bắn nó xong thì mình cứu ai thì mình cứu. Chắc lỗi quá, mình không thấy vậy. Từ nhá. Trên nóc nè, trên nè. Có xe nè. Nó đang chạy lên kìa. Xuống không ngồi xe. Rồi anh em heal xong chưa? Đi vô đi. Ok. Lên xe. Lóc hay trận này, trận này mình vẫn được khoảng tầm 20 điểm. Chúng ta nhìn được khoảng tầm 20 điểm anh em ạ. Hello em, chào anh Minh Anh nhá. Anh, nhân tiện đi rửa cái tay anh em, để cho nó đỡ bị trơn anh em ơi. Châm máu luôn kìa. Lấy khăn ướt. Chỗ mình bên kia. Ok, khu 6 nhà anh em ạ. Cái chỗ khác hồi nãy còn nha. Mấy nóc rồi đấy. Trong nhà kìa anh em, bắn trong nhà kìa. Tháp lên mạng chưa? Chưa. Ở xa nó bắn gì anh em? Vừa nghe tiếng vào đấy trên đồi sao á? Anh em bắn trong nhà được kìa anh em. Cứ táp đi, táp cho nó, để biết đâu trùng nó. Trong nhà không thấy. Nó chạy vô nhà ngồi hết rồi. Đứng đây đẹp đó, đứng đây, thấy à? Hai đứa. Tôi phá xe nha, tôi phá. Ui, xe. Ui, nó bắn kính luôn. Bắn thính lấy xe, nó bom rồi. Nãy giờ không để Devin Dũng giết người nữa về. Anh chết rồi. Chết rồi sao? Ê, em cam bọn này này, cam bọn này này. Tụi này hư xe rồi nha. Nó vào bo chưa về? Chưa, đợi flow. Ui, nó bắn kìa. Bắn xuyên xe móc luôn. Gọi tao lại xem móc cho. Không, ấy đi, ấy đi. Cao nào nhạc, để, cao để, nào, để 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 cao nào, cao nào. Nào cùng vui zin. Bài cao nào nhạc, cao nào, bài cao nào nhạc, cao nào. Yêu đời, cùng vui zin. Mình 2 3 triệu được ác nào em ạ? Anh ra inbox của bên LTA shop giúp em nhá. Anh nhắn tin này, link shop của em này, em gửi link. Ôi, các bạn rết trên đồi. Watch out. Anh nhắn tin qua đây cho em. Bò bọn nó. 2-3 triệu ăn ngon luôn anh ạ. Ác, em có mấy ác 2-3 triệu ngon lắm. Đấy nha anh ra. Lên đi, link này giúp em biết. Từ anh ơi, 5 triệu có M4 băng không? 5 triệu có băng 7 em nhá. Inbox qua LTA shop cho anh. 5 triệu thì em mua băng 7 thoải mái rồi. Anh đang có một con băng 7 có 4.4 thôi em ạ. Băng 7 4.4 inbox với LTA shop cho anh. Bây giờ làm sao này, bây giờ đi bo kiểu gì đây này. Xe sắp hết xăng nha. Bây giờ một là đam sợ đằng sau nó bắn anh em ạ. Rắn mất đầu nó khổ thế đấy ạ. Đam đòi nhảy vào đây này anh em ơi. Đam vào đấy, nhìn đằng sau nhá anh em. Lên xe mọi người ơi. Trên đó có người. Bây giờ chỗ nào có người ấy. Đi chỗ vừa bên đó, chỗ bạn vừa bên là có người. Ôi.
Có máu và máu. Đâm luôn ở đấy, cứ bắt buộc phải đâm ở đấy thôi. Nhà Tiên có shop đi em dép luôn này. Đâm lên kia cũng chết. Lại một bên ngày nữa sắp trôi qua rồi. Chết chó, chết chậu đi. Có người nha. Nó tap mini mà. Đây, trước mặt kia bắn đi. Dừng đi, đừng có la lên đấy. Từ câu bom đi. Hai. Yếu. Còn một thôi. Bình tĩnh. Okay. Quá hay. Hết giá rồi, nó vẫn nhanh nóc quá. Thank you. Hay rồi. Còn bọn trên đồi với bọn dưới nhà nữa rồi. Đúng rồi. Hình như là bọn nó đang đẩy nhau ấy, anh em tập trung nhá. Thịt mẹ bò kìa, vãi cả đái thật. Đẩy mọi người ơi. Đánh heo. Phóng ba sóng gió phủ đầu, anh vẫn đứng đằng sau. Sợ trong nhà đấy có à? Em khót sờ mốc nó hả? Ui giời, ai ném sờ mốc nó đấy? Em nó lao ngoài đó. Trời, sao bị rụng một thằng á? Là con Hana vừa xong. Nết vô. Anh em có cà phê uống chưa? Có mua cà phê uống chưa? Cường mày, Cường mày vẫn nghỉ làm chứ đúng không? Ui, chấm máu mày luôn anh em ạ. Trong nhà một chấm máu nữa, trong nhà một chấm máu, anh em đẩy vào trong nhà đi, trong nhà đấy một chấm máu. Còn thằng bên này nữa. Này, còn thằng trong nhà này nữa. Lia đâu mà Lia, trong nhà này này. Đấy là Lia bên này thôi, Lia bên này thôi. Thôi. Cứ báo, rồi Lia chưa? Lia bên này, Lia có hai nhà rồi. Đây, còn hai thằng trên đồi nữa. Chết mẹ, cha mình luôn. Chưa lên 100 cảm xúc anh em ơi, anh em giúp thầy em lên 100 cảm xúc nào cả nhà ơi. Thằng đồ cỏ ấy, cục đá ấy, đây này trên hướng này. Nghe nói cả mẫu xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Cục đá, bo vào nhá, cục đá ấy, đồ cỏ. Em nhẹ nhàng theo người ta lên xe hoa, vậy ta cô dùng. Không, đá trên, đây này. Marked a location. Khả năng phải đổi quả tên nhỉ? Để quả tên này không hợp lắm nhỉ? À, nó xảy tốt quá. Xảy tốt lắm. Cố lên nào, lấy top 1 nào. Ôi giời ơi, còn một mình thì làm sao mà. Bò này được tới đây không? Không. Đang cố, trải cho thấy chế móc được không? Ui, một chấm máu rồi. Hãy cố lên các người về, anh em. Về được nha. Bò vào khói đi. Có móc không? Không, lấy hết rồi. Cứu luôn. Khó nhờ. Có chỗ make up anh em ạ. Anh em đẩy chỗ đấy trống thế. Ở dưới này sườn đẹp, dưới này không đẩy. Nó bắn mình phải chạy ngược qua chứ bắn chịu nó mà. Còn có một thôi, cố lên nào. Gốc cây nào thua. Thua nào được, hai. Bạn hiểu chưa? Uống nước đi. Này, đẩy với mình này. Hai thằng chạy, một thằng chạy trước. Tích tắc nhá, chứ đừng có mở trái mở phải. Một ông chạy trước, ông chạy sau là nó chết, có cái gì mà. Thế thôi. Thế nó đỡ thế nào được? Ông nội nó không đỡ được tên này anh em. Tôi ban đẩy vai mình không có rồi. Yếu. Đây. Thằng đấy rốt nhở, tại sao nó không bơm máu nhở? Tại sao nó không bơm máu tơ đấy nhở? Đẩy lên kịp thế nào được xong bơm máu nhở? Quả đấy nó bơm máu là ngon rồi. Quả đấy nó bơm máu là mình thua đấy bạn. May là nó không bơm máu đấy. Nó biết bắn nó bắn hay rồi. Hết máu rồi. Thank you.
hiểu, bạn biết sao mình nhanh nóc vậy không? Không có cái giáp. Tại sao? Không có giáp. Ờ, tôi chưa sẵn sàng đúng không? Ok, làm lại nào anh em. À, tìm cái nick mà lâu quá anh em ơi. Mười kia này nhỉ. Mình bắn lên tay của tôi gặp ba, mình nó trâu rồi. Ơ, Trọng vẫn còn đang solo mà. Các đợi lâu quá đi solo anh em. Coi bao nhiêu phút rồi. Còn cá giờ rồi. Bò. Cái team đùa Dũng chết lúc nào ta? Chết lâu rồi, chắc có... Ai rồi ta? Ôi chắc cứ... Ôi nhanh nhanh. Đây này, let's go, let's go. Sáng mai cho MC một slot nữa. Ừ, sáng mai nhá. Trận này có đường bay sân bóng để kiếm tí kill nào. Cái gì nhỉ? Hello Thanh Huyền nhá, hello em. Ôi. Đẹp đấy, đường bay đẹp đấy anh em ơi, đường bay đẹp đấy. Anh ơi. Cũng may không, nói chung là mình vẫn có được một pha mình cứu lại team. Đó cái pha đó mình không có giáp, nó bắn còn nhanh nốc á. Pha đấy 2, pha đấy bạn còn 2. Ôi, bắn còn 3 bắn cũng được. Saver nó bọn mới lên cao thủ ấy nhỉ. Top Saver nó vẫn đang ở cao thủ. Bọn nó bắn nhanh nhỉ. Cái tụi ở nãy trong nhà bắn nhanh rồi. Mà rồi ba cái kiểu nó ngồi nấp yên luôn mà. Sút bóng, sút. Sút xuống sông luôn. Đá bỏ xuống sông luôn đấy ạ. Nào, đường bay sân bóng này anh em này. Trận này cover nhau kiếm được nhiều kill ở đây cái. Ừ. Cái pha nãy á là cái pha lúc mà bắn cân 4 ngay chỗ cái chặt xe đó là mình nghe thằng tiếng đồng đội thôi, không nghe tiếng địch đâu. Đi hảo à, Phinh Chinh Linh à. Đó, đi ăn kem. Anh chẳng cảm giác anh ăn kem, anh chỉ lấy. Nhiều lúc muốn giao lưu mà chỉnh quá, kém quá nên thôi. Ố, thảo anh. Đi hảo. Ờ. Nhớ khai chuyển mai số. Đi hảo. Even đi follow me, ok. Cái gì kinh nhỉ, bằng tiếng Anh như gió ấy nhỉ. Inventory, follow me. Ok. Ngáo. Ok. Má ổn quá. Người ta tưởng bạn zip nhầm đá đấy. Không, thằng nói chân nó đó không. Này anh Hưng về đâu vậy? Nay người yêu của Huyền không thấy vào đây vậy. Mau ghé qua nhà em cho ba ba em mừng. Hỡi cô ma đọ môi hồng cho anh vẫn đất ăn trong củ khoai. Rồi chẳng hãy để Tuấn Anh thể hiện lại cho anh em nè. Chuẩn bị lại nốc đầu tiên nè. Tớ luôn luôn à, vô đây nốc đầu tiên. Đen thế. Một team, hai team, không, ba team. Cái thằng trong nhà ủa, như lúc nãy bắn hay. Đông này, cẩn thận. Ui, nó vào đây luôn này, co ve này. Co ve, mấy cái trưởng co ve. I need a weapon. Còn được chấm máu. À, Tuấn Anh hả? Thằng em nào, cẩn thận nó xuống kìa, nó lên kìa. Cứ ở đây thôi, ông nội lên thịt luôn. Anh em có máu me đan đủ chưa? Thiếu máu quá. Trên đầu mình. Trên đầu con này. Trên đầu này, thằng trên đầu nhảy xuống này. Xuống kìa. Này, trời ơi. Trời ơi. Mai gần đáy. Thua rồi. Bảo nhảy xuống không ai lên cover thật. Nó vào luôn kìa, vào bên phải kìa, bắn luôn bên phải. Mình đéo có máu. Khổ thật. Khổ báo. Dưới nó 1. Lên nó 2 cơ. Từ từ bình tĩnh nào anh em. Cứ từ từ. Bom kìa, từ 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 nhá.
Ở bên này có nè. Một chiến kỳ đông nha anh em nhá. Chào anh Hoàng Điệp nhá. Đi qua chỗ số 1 nè. Hiếu nói cave cave hả Tuấn Anh á. Em không biết được. Cover ông ấy bảo cavea cavea. Đấy trước mặt đấy, trước mặt đấy cun ạ. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Nó dừng rồi, nó dừng không biết phốt rồi. Mất phốt rồi, mất phốt rồi. Rồi top. Top 15. Top 15 đó. Mọi người quả đấy. Nó mày thắng, nó mày thắng. Cover bạn nào gì? Hai. Con thắng. Vãi. Còn đâu? Thế rồi hai thằng nó gạt đi, gạt đi, gạt đi, gạt đi. Vãi. Chạy ra gì mẹ. Thằng kia chạy vô vãi mình luôn ạ. Tuấn Anh đi đâu rồi? Tôi đây. Nhà tôi có một thằng, à chỗ tôi có một thằng. Đi xe rồi. Cần bốn giống mình đi bạn. Thằng này tuổi, xin cái tuổi luôn mà. Hồi nãy mình làm cân 4, ngoài đấy hai thằng ấy. Bốn thằng. Ui khói à. Dưới này bọn nó bắn nhau kinh lắm này. Còn 11 thằng nữa. Đó đó. Nó ở đó, mình binh rồi đó nha. Chơi 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 bọn đấy anh em ạ. Chết rồi, không có bình máu nào anh em. Rồi anh lúc nào nói gì đây? Mình nói co ve, co ve. Anh em nghe làm sao ấy. Nè, mình thấy rồi nè, đẩy nó luôn nè. Khói nha, khói nha, có khói nha. Thằng này nó không tin mình, giả bot nó không tin đấy nhau ạ. Cứu nhau hết rồi. Sau, sau tường, sau tường. Còn một. Uầy, đông nha. Nóc 2. Ok, 2, 2, 2. Còn thằng nữa này. Thằng đó. Nóc. Nóc luôn đúng không? Nó rồi, nó rồi, nó rồi, nó rồi, nó rồi. Tuấn Anh ổn không bạn ơi? Hai thằng rau dưa này bạn. Mình nhân đôi lên mình còn ổn nữa còn. À, có cơ lộ ra luôn. Gãy bạn ơi! À? Nó nhân đôi thật rồi bạn ơi! Bỏ mẹ con rồi. Nó nhảy xuống mà nó chơi chiêu trò. Anh em có máu me gì không anh em? Có mình có nè. Cùng lắm đi xem TV. Trận nữa sợ gì? Năm. Đâu rồi? Hết rồi đi thôi. Đi kiếm cái M4 bạn ơi, mình chưa có M4. Ba thằng mày bắn bên này nãy giờ mẹ. Trong nhà này có nó dùng cái gì dùng đây đây, chưa mở hộp luôn này, vô mở này. Rồi ra da đi. Gorilla, Gorilla, Gorilla. Đây, đây, đầy máu rồi. Ừ, Gorilla luôn, ngon thế. Barret nè, ai bắn không? Ông mà có quả bom tường phát gì? Trời ơi, mũ 3 luôn. Ui. Giáp 3 luôn. Ôi, nhặt được cái giáp 3 luôn. Tôi mới đi kiếm M4 này nhá. Ai có dư cốp thì cho xin cái nhá. Không thấy cái M4 luôn đấy. Nãy giờ chưa có, mà chưa kịp lượng. Ở trên này, ở trên này. Ở trên này có này, chưa kịp lượng nữa. Nhanh 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 rồi mình bắn máy bay mình qua chỗ Tuấn Anh đi. Có ba thằng bạn ơi. Có ba thằng băng đạn thì. Kì Tuấn Anh ba thằng kìa thôi. Có ba thằng nhưng mà từ dọa. Từ dọa nó hốt rồi. Vãi xịt. Vãi dọa. Thật mà không dám ý kiến với tớ luôn đấy. Bay chỗ nào vậy? Bay ở ngoài á, ở ngoài á. Mày tuổi gì? Cái chân này. Dẫn cho mình. Bot này. Ba mẹ nó đang đi. Đây con đại xe mới xong chú giờ nhá, giàu là giàu thế nào, em nghèo nhất đây, không có cái mua hai. Giờ lấy đại xe đi hay là bắn đây? Bắn lửa đây. Ờ lấy xe đi mày... nhanh hơn đấy, bắn lâu lắm. Bắn còn lâu mới về được Pojiki. Ờ, đâu? Ở bên khu mua đồ bên kia chứ Pojiki đâu. Tuấn Anh này tút ở đầu. Tuấn Anh ở đâu ấy? Một nơi. Ở đây sao ở khu mua đồ. Nghe chỗ setter. Bái cả đái ở Pilum. Pilum cả. Đi anh em ơi, lấy xe này. Đang ra đây, đang ra đây. Clear, 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 clear. Clear rồi bạn ơi.
ấy y chang mình hồi nãy luôn á. Vậy tí hồi tới hồi Tuấn Anh là muốn nữa rồi. Bọn này là gì bạn, mình mượn đất mình trồng khoai ngay. Ôi thôi chết rồi, mẹ đông quá. Thiếu nước không? Em cho nước hả? Nước tới còn 2 lon à. Em chào anh em mới vào nhá, em chào mọi người đang xem live nhá. Hello 28 người đang xem nhá. Hồi chưa ba được mời hồng cho ăn bên trong cũ hay. Có điều cốp 22 bình á. Khó vào lắm. Đấy, anh có vào cốp 2. Bắn lật trận khó vào lắm. Chùm Frison rồi. Tớ đang chùm ở đây rồi. Thôi à, thôi đấy. Thôi đừng gáy sớm bạn ơi, gáy sớm ăn tuổi luôn, thách nào đến đây luôn, thịt luôn bạn. À được. Được. Tuổi con ăn quan đúng không bạn nhỉ? Bạn đã có 5 xu không? Bạn đã có 5 xu không? Không không, mình đang thiếu xu. Ờ, anh em nào thích xem CD đi, đổ xe đi, đổ xem lúc nào hết pin thì thôi. Chết mày cái chỗ này rồi. Mai cho các anh, quan trọng là các anh xem là được. Tuổi con ngăn quan. Ai nhỉ ạ? Đúng không ạ? Đúng rồi, tuổi con ngăn quan anh em ạ. Chưa sang chưa đầy, sang chưa đầy được. Bạn cứ bình tĩnh, bạn cứ phải vội vàng thế nhờ. Sống vội làm gì nhờ. Con này ôm. Đầu mùa nó cày xanh lên nó cũng rén đấy nhờ. Vẹn chứ mẹ, nó phải né chứ, né được khi nào né hai khi đó. Gặp mình cũng vậy, thấy bắn căng vậy cũng né chứ, cũng né chứ. Né bớt đi, cắn sau. Từ dọa cho, từ sờ ban cho vài phát mà có thằng ướt quần. Bà chết rồi, thằng này bắn hai, chạy đi anh em ơi. Chạy đi. thằng này có mồi, chạy lên em, chạy đi. Vừa mấy hở, đi xây. Người kia. Tè mắt mũi các anh đùa chán thật đấy. Ở đâu đấy? Thấy rồi, nhưng mà tay đang cầm tay không. Này, lần trước mình chơi thì đang lái xe thì có một thằng bạn thân mình chơi với bạn thân mình thì mày đang lái xe người thì có hai thằng thì nó xong cái nó bảo chứ mày làm gì sao không bắn mà tao đang cắt móng tay. Vãi cả đời. Cứt. Đang chơi game mà cắt móng tay nghe mà. Ảo thật đấy. Uy tín đấy. Ở thằng kia chưa chết luôn kìa anh em. Bắn phải chưa chết. Đang nhẽ ra là boss là chúng mình phải nhường tới. Thế nào đi nào. Là boss là chúng mình phải nhường tới. Ok bạn. Đúng rồi, cày chỉ tôn anh ơi. Hello anh Thiên Hải Tử nhá. Em cày cho ông anh thôi. Bạn ơi. Bảo kê từ tới lên lại Fusion tới làm con quả thính nào. Mình đây. Đói mình quá bạn ạ. Nghèo. Đây lên cái thấn luôn. Thấn cho đây ăn liền thính á. Hơi thiếu cốp rồi. Từ bạn ơi. Bạn cứ ăn thoải mái đi đúng không? Nếu mà chống cây đây đúng không? Điên à? Cái giống mà không còn mạng nào rén lắm ạ. Đâu rồi nhở? À đây. Trước anh ấy. Tới cái thính này tháo mất rồi nhỉ? Cười. Không. Có cơ lô ra ở thính này. À có full 97 gaming live mọi người ạ. À, bạn chở đi. Anh em là xuống ăn gờ lô ra. Có gờ lô ra ở thính kìa. Mình ai ăn rồi. Ăn kìa. Có rồi. Lát lúc xác Hiếu em ơi, Hiếu giàu lắm à thế à. Hiếu giàu lắm à anh. Được. Để tí đem ra lút. Tí nữa mình nghèo mình đát cho Hiếu của mình. Mình giả vờ thôi mình ra mình lút. Tuấn Anh kêu xuống lút rồi. Không ai xuống luôn. Tại thằng nào cũng có một cây rồi. Nhổ. Từ á. Từ bắn thông sơn hơn gờ lô ra. Đổi xe bạn ạ. Hay quá. Bạn đi xe hay quá. Đổi xe. Thằng nào nó thiết kế cái công trình đường cho đấy lỗi bạn. Ờ khả năng là nó hơi ấy. Mấy cái năng thiết kế nó hơi ảo. Ờ không phải do tớ đi đâu mà là do nó thiết kế lỗi chứ. Tự nhiên nó thiết kế chỗ đây nó có cái hõm nhỉ. Ừ đúng rồi. Hay thật á. Hôm nay là tôi phải sửa lại. Nhẹ ra là nó phải có cái dốc Anh em mình đi mua xi măng chát lại cho nó. Mai đi mua mấy ba xi măng. Chém đi. Đầu tư đổ bê tông nó luôn khỏi chém. Đúng rồi. Đổ bê tông luôn. Cho nó chắc ăn luôn chứ không lần sau đừng bị. Đợi anh em ra đây săn mấy thằng ngoài này. Bắn ra từ từ thôi, không là nốc đến lúc mà nốc là chết. Còn 3 thằng bó này. Đông đấy.
Trong season lot mà trong chắc đợi lâu quá anh em ạ. Tí hồi nhắn tin trọng kêu đợi tí. Có xe kìa thấy không? Thấy có siêu xe chưa? Thấy rồi, chắc trọng nghỉ tới nơi rồi, trong 9 giờ trọng nghỉ. Có check xe đi, check đi, check, có check, 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 check. Cứ check đi. Đây là đài tiếng nói Việt Nam mũ ba này. I got supplies. Đây là đài tiếng nói Việt Nam cay thế nhở? Mũ ba vậy anh em kìa. Chả thằng nào cần. Thôi đi anh em à. Đây này. Địch bên này này. Attack the mark. Ok. Cool 97 gaming anh em ạ. Còn mang tranh thủ lấy kim em. Tranh thủ bây giờ có ấy đâu mà. Có gặp người đâu mà anh em ơi, anh em đâu rồi? Uống nước vào đi, chuẩn bị bắn nhau này. Cái này nề mề lắm anh em ạ. Con vợ này nó giàu quá nhờ. Con vợ này nó giàu nước nhờ. Mình thì không có lo nào để hấp. Nãy chuẩn bị bắn nhau ầm ĩ đây này, trước mặt đây này. Quan sát đi. Bạn phải quan sát đi. Bạn cứ để nghe tớ, đừng có đi. Nãy có người à? Nãy có người trong này à? Đây này, thấy xe kia chưa? Có thằng đang chạy kìa. Đi kìa. Nóng mồ rồi. Hưu đi. Ai ơi, nóng mình kìa. Trời ơi. Ui ơi, nóng mình kìa. Nó đẩy này, Nó cong bom. Cứ từ từ. Hai bạn ơi. Đúng hai. Cẩn thận nha. Đau quá. Hay vãi. Được đấy. Lê smoke bạn ơi. Cứ bình tĩnh. Mình nốc má nốc 2 rồi. Chúng nào? Má nốc 2 thằng kia cầm DPS thuộc đâu á, mất cái dép luôn rồi. Ui dồi ôi, nó cầm DPS ra tưởng phát đế tem mình clear rồi. Thôi ném nào, cũng được, mày đi. Được. Trận này thế lại phải top 1 rồi. Chúng mày bắt nạt bắt tao à? Hay quá, may quá mà nó đẩy vô cái mình làm 2 cái này, chứ không là chết mẹ rồi. Thank you. Ok, không cần cảm ơn đâu bạn ơi. Anh em mình, chỗ anh em mình cảm ơn cảm huệ gì. Chỗ anh em mà. Cắm cỏ đó. Cái đầu anh này thì xấy ráng này. Ờ từ đấy cũng kinh phết đấy. Đầu lén nó thuộc quân viên đi luôn mà. Mất cái dép 3 luôn rồi. Đây cả nước nào. Có sát nào xấu không các bạn? Cái giáp 2 nhỉ. Ờ không có cái đạn 7 nhỉ anh em nhỉ. Đẩy cậu à? Từ nốc là ấy thôi. Từ nốc mà từ nốc giả vờ để cho nó lại. Cái thằng này đi công láo nè. Cái thằng đi xe vô công láo vãi ra. Thằng này nè. Mark the location. Mình đẩy ra mình để cái tên vô nguyên cái họng súng nhét vô cái mồm nó luôn. Thôi let go. Xong rồi, đi thôi. Từ bạn. Chẳng qua là tới nhiều kill, tới nhiều các bạn ăn thôi. Mình được có 2 kill ở trận chỗ này thôi. Như ông nào không bị gạt à? Ông nào nốc ở đây không bị gạt. Trước mặt có người kìa. Trước mặt có người kìa. Có người trước mặt này. Có thằng chạy kìa. Ôi giời ơi, chúng mày tuổi gì? Đi, let go nào BB. Ui lag mình nghe cái sao đâu rồi, sao nó bị kêu à? Đồng đội nguyên một. Một. Quay. Anh em đi thoải mái đi. Hết hồi sinh rồi anh em ạ. Thế rồi bắn cẩn thận này. Anh ơi em chốt con 5.5 nhé, ok BB. Có số tài khoản của anh chưa? Xe này cháy rồi mà đúng không? Xe này bục nốp rồi. Bục lốp, không phải bục lốp. Đấy, ở đâu người, em ơi? Ở đó có người kìa. Nó đang chạy bộ kìa, chạy giữa đồng luôn. Hiếu xử nó đi. Chạy trái xuống, đang chạy dưới kìa. Đâu. Giết nó. Rồi, lông. Thôi chết rồi. Cái gì? Anh em ơi. Ôi. Xe đằng sau. Đâu? Bên đồng đội kìa. Chỗ bạn á? Ờ, mình vừa nghe thấy hiện nên bản đồ ban lượt một vòng chắc nào. Ôi. Thế ra đây công tìm trên kia nhanh lên. Hình như nó đi bóng ấy, nó đi bóng ấy. Ui giời ơi, thế mà phải run floor thế nhở.
Nào gà chiến anh em mình chiến tem này. Cái tem mà bên kia có nha. Đây có thẳng là sao? Cái nhà nãy bên có nha bạn ơi. Không, đây có tem mà, không phải đúng thằng đâu. Nó có, nó hiện lên bản đồ anh em ạ, 100% có người luôn đấy. Mình có thấy đâu, mình vô bên kia nãy giờ thấy. Thằng kia bỏ đâu rồi? Nhà này có nha, chạy cẩn thận đấy. Nhà nào? Nhà vừa bên có. Thấy chết hai thằng nha. Đi xe đi anh em ơi, xe đấy còn ngon không anh em? Còn nữa cây. Cái thằng nốc đâu nhỉ? Nó bỏ đâu rồi? Không biết, chắc nó ở bụi cỏ. Nó bỏ ra đó. Được cứu rồi sao? Có được cứu xong chạy xe luôn rồi. Lấy xe đi thôi, lấy xe đi thôi. Ai giờ kiếm mất thằng này là không được đâu nha. Đúng không? Có xe what à? Dạ, mình nghe đấy là cái xe xe ấy thôi. Ê, nó đâu kìa? Ờ ok ok. Đó đi đi. Chạy như hack. Hello 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 em nhá. Ở kiếm xe đi. Lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi. Ê, xe trước mặt kìa. Có thằng nào gục giữa đồng kia đúng không hay? Hay là xe máy nhỉ? Có khi vô nhà rồi nè. Lên đây đổi xe thôi. Thằng này chết rồi, bọn nó bắn nhau rồi. Tạc. Thế như trong nhà, không à? Không có đâu. Đây, trước mặt này. Đây, đứng đây mà sấy bục. Bục nó. Thế sao? Ôi, thằng nó bắn tới kìa. Ui, smoke, thôi tôi bỏ mẹ con rồi. Smoke xong bắn nổ xe đi. Bắn nổ xe đi bạn. Lùi ra, bắn đi. Ui giời ơi, toi luôn rồi. Mẹ. Thằng dưới nhà kêu. Ném nhiều mà smoke ra. Hết móc rồi. Chết rồi, đi kẹp nó. Chạy lui về. Kiếm xe chạy đi anh em ạ. Tớ lấy xe rồi. Lại ra đi rồi. Đẩy bọn trong nhà trước, đẩy trong kho trước. Quẩy gắt lắm. Sao bạn không lái luôn đi thể đùa. Ơ kìa. Nói à. Bỏ đi, cho team heal nữa. Cháy máu rồi. Bạn lái luôn đi chứ, này còn đổi chỗ nữa thì chịu rồi. Sorry, lỗi mình phải đó. Dừng đây chơi bọn nó luôn, xem thằng nào nó đặt. Tuấn Anh ném mấy con còi, nó còn cố gạt Tuấn Anh luôn. Quả đấy thì tớ biết tớ chết rồi. Nó mở sang trái một thằng kìa. Trong kho kìa. Mark the location. Thằng dưới nhà nó gạt chứ không phải là thằng ở trên nó gạt. Hai thằng gạt Boogie chạy xuống đây luôn rồi nè. Mark the location. Mày thì gáy sớm này. Đồ dép đổi hết rồi. Từ xem mò đâu nhá. Kìa, hai xe kìa. Chạy lên đồi lại rồi. Bắn đi cho nó đẩy này. Từ xem bo đâu đã. Đèn ấy đừng bắn nha, bên này có người nè. Đi bo này, lên xe này. Có người okay. À? Lên xe. Nhà đó thấy đông lắm, hai thằng luôn này. Hai ba thằng kìa. Bắt rồi. Lại là Tuấn Anh đi sớm. Đợi vài nhà đôi mon này. Còn đâu nhá, chết rồi, hết đạn xanh rồi anh em ạ. Mình cho này, chia ra. Đâu, xanh nè. Ok, hello anh Huy Anh nhá, hello anh. Ok, thank you ạ. Có đạn 7 cho mình bắn, trời ơi, vừa cho xong trên này một đống. Nó bắn nhau trên kia kìa anh em. Hai team bắn công nhau rồi. Ôi sao lại bị lỗi tiếng vậy? Sao tự nhiên lên vô nhà mất tiếng chân? Bị mất hết tiếng chân rồi. Rồi, có rồi, có lại rồi. Anh em ơi, đi bộ dần qua hướng bên này này, kêu được thằng nào LG này. Nó cứ bị lôi tiếng chân về. Ừ. Mất tiếng chân rồi nè. Bị lôi luôn nè. Mất luôn cả âm thanh luôn. Mất âm đấm luôn. Mẹ.
ti cái mắt rồi nó lại không, không có. Nó lỗi của mình thôi, còn địch thì mình vẫn nghe thấy mà. Chiều nay tưởng bị. Không nghe, không không nghe thấy đợt luôn á, không nghe thấy chân đợt đâu. Anh lấy đại san không? Không, được rồi, được 230 viên đủ rồi, không cần nhiều nữa. Rồi bắn nhau bên này anh em ạ. Này kheo được nè, tới kheo được nè. Bắn bắn nó thằng đấy đi. Nhiều lắm đâu ở đây anh em ạ. Một tá thêm viên mà không nóc. Anh em đừng đừng chồng quá nhá, đừng chống đằng sau nó bắn chết đấy. Ok ok, mình có cây trên nhà nè. Trên nhà đẩy ra nè. Bắn DPS. Mẹ mấy thằng Hàn Quốc này bắn DPS sợ thật đấy. Đây là ngày quốc tế đàn ông. Chúc anh em trên kênh thật là sức khỏe và thật là giàu nhá mọi người. Đấy, cứ sức khỏe với giàu là được mọi người ạ. Phải chúc rõ ràng khi nào giàu. Con trận này toàn mấy thằng Hàn Quốc đi nhờ. Linh mà. Ai cầm cây đấy? Bạn cầm, bạn cầm. Trái có bút ghi vô. Trái. Còn mấy thằng Trung Quốc thôi. Kệ được không? Kệ nó thằng đấy nên đừng gạt. Kệ nó không phải gạt. Mùi bò kìa. Bò nhà chữ L kìa. Anh em gạt thằng đấy đi rồi đi anh em ạ. Không gạt được, ai trên nhà gạt giùm cái. Không thấy. Không gạt được. Xe này hút ghi mở phải nè. Cái gì đấy? Gì? Người á? Bút ghi mở qua đây rồi. Ok, anh em cứ về đi, về hướng chỗ xe để chuẩn bị lấy xe mà vào bo anh em ạ. Khả năng nó đâm vào nhà chữ L rồi. Thằng bút ghi kia, khỏi ai cứu rồi đấy. Thằng đấy chắc không ai cứu được đâu. Nhà chữ L giờ có rồi. Đi lên lên xe anh em ạ. Gần như. Mà thật ra mình ngóng đợi bò. Giờ về thì không ai đi cô nở, đi cô nở, chắc không ai cứu nó đó. Thì cứ mình ngó xem có thằng nào cứu không để mình báo bắn luôn. Không đâm vào nhà được chữ L đâu anh em ạ, đâm trên hóm này nè. Lấy hóm rồi, lấy hóm thôi. Đây đường chỗ này đẹp này anh em ạ. Chắc mặt có thằng lan lan kìa. Nhìn cả trái đấy nhá. Thấy à, bắn đi anh em ạ. Đừng. Lấy góc đã. Góc này đẹp. Nó đang bắn nhau kìa. Khồn thế mấy thằng China này. Nó ném khói em nhau ạ. Ném móc khồn thế. Cây trái nè. Sợ trái còn nè. Nó cũng tính nằm trái nằm bên kia. Xe đằng sau kìa, nó cứu được rồi. Ok rồi. Địch mẹ tìm cách kêu ạ. Không có xe móc đâu nha. Chờ bắn xong thằng này đã. Nó lên lên. Rồi đi à. Rồi sao? Nia lò. Ấy đi, cam bọn kia đi. Tại sao cứ phải là Tuấn Anh nhỉ? Mark the location. Nhà ngõ ra kìa. Bên này ít nhất 2, trong nhà chắc phải 2 thằng nữa, đủ rồi đó. Thằng kia nó chết rồi. Thằng này là team của thằng đấy sao đó? Đẩy vô. Mẹ bò vô thôi, khỏi lút đi, khỏi đi. Không, lút làm sao được nữa. Đó, thấy thằng nè. Mày định ngay chỗ mày luôn. Lát thấy một thằng nằm ngay chỗ á. Đúng ta. Cục đá. Bo mình tránh. Còn nó ngoài bo một tí. Đừng nhấp xe nữa, để xe hồi chạy. Lên xe này. Xe đứng đâm lại chỗ thính này, lên xe. Chết trái đi phải, tôi đang ngồi phải rồi. Anh em chạy bên trái ấy. Ok. Đây cái bóng này đẹp. Đấy mà. Ít đây bé. Đằng sau nó mất kìa. Đây bé ít chạy thế nhỉ.
26 điểm. Thanh niên các bạn nốc là nói. Thanh niên bị nốc còn không kêu không. Chiến đi các bạn. Có trọng là team nó khác hẳn liền á. Trọng gánh hello hello. Hello. Hello bạn nhá. Nãy giờ không ai chào cho trọng trọng buồn. Cay. Em thấy tay anh bắn mà anh nốc lên nốc xuống không? Tay anh to đâu? Không thể to tí nào. Tay anh bé xíu à. Cầm cái iPad còn cầm không vừa. Vừa ăn vừa cài à? Chơi em cài. Sao chồng 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 kém không? Anh em vô anh em không ai chào chồng á. Chồng im lặng luôn mà. Yeah. I need a weapon. Trong nãy giờ chắc gây hơi nhiều. Đầu đường máy luôn hay sao anh em? Ai rồi? Chỉ đâu mà các bạn? Đầu đường máy kìa, sân banh LTA kìa. Sợ sân banh LTA là thế nào? Nhâm bạn ơi. Tức là anh làm ăn được đó nhờ. Hả? Elingo mở hẳn 5 cái sân banh luôn ạ. Được. Sân banh này, mấy cái sân banh này từ đấu thầu hết rồi, không phải lo đâu. Hết bao nhiêu tiền cổ vô bạn? Ừ. Cũng khá khá đấy. Hết bao nhiêu tiền cổ vô cái sân. Hello Phạm Anh nhá. Con me nấp. Alo 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 alo. Tớ cũng mất khá khá tiền đấy. Alo alo alo. Belo belo. Nào nhảy nào. Nhảy đấu mọi người ơi. Đâu đúng mày đâu đúng mày trong nhá. Em chào mọi người bên kênh ở trong nhá. Hello. Uầy ôi, đông lắm các bạn ơi. Ok, ok. Em chào mọi người đang xem live nhá. Hello anh em. Mọi người đang xem chim. Quát giết rồi mọi người. Hay thật. Hello mọi người đang xem chim. Ok. Hello anh Đồng. Hello mọi người nhá. Chúc mọi người xem sờ chim vui vẻ. Thôi. Tôi chết rồi, nhảy cũng tới rồi. Đó là cắm. Mình chết rồi, mình bị lỗi rồi. Cắm đi đâu đây? Thôi mình nhảy kiểu gì thôi, trời chết rồi. Có một team kìa, một team kìa. Một team nó xuống kìa. Sợ bạn đây. Nó xuống cho số 3 ấy, trọng ấy, cẩn thận. I need a weapon. Đấy chứ có thủ. Đây lấy súng cái. Hai còn một đằng sau nữa. Có bốn cover. À trong à. Có mê trong chưa? Còn đâu? Có một. Tại sao nó gạt mình mà nó không? Thầy yếu lắm rồi nhá. Qua cái tường rào này à? Không. Không bắn qua. Số 4 ơi, cháu ơi. Cho cái thằng cho bạn yếu dã man rồi, còn một máu nữa để ra đi. Khéo mà còn phục vậy. Cun đen đấy, cun nó gạt cun. Hay. Rồi con mình đi luôn rồi. Chúng mày như nào? Xong rồi. Hai. Kìa cái thằng hay thôi đi cháu. Mày không biết trọng sơ vin vào. Ở đâu á? Mấy thằng này. Trước mặt bạn đó. Đó nó đứng nó ngó kìa ngay chỗ thùng công xanh, bên phải. Ê, sao có người ở dưới kìa. Đó. Cái kho chứ mà nó đạn nữa rồi. Mình hết đạn rồi. Ok. Để mình chỉ cho Tuấn Anh. Bên phải có Tuấn Anh ơi. Ơi. Cái kho bên phải có nha. Cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội. Cứ bình tĩnh. Ở đấy nhiều lắm đấy. Đâu sẽ có đó. Nãy giờ nó bắn trọng mà. Dạ ok anh đồng thổ ơi. Không anh nhá. Hình như có bot ngoài này thì phải đây. Thằng nào ném lửa đấy. Ai ném lửa đấy. Mình đỡ tay. Mình. Ok bạn. Sút bóng nhưng mà kiểu gì nó lại ra ném lửa. Ơi nghe chưa. Nó nặng nghe, nó nặng tí này. Nó chết ở mặt. Từ từ bạn ơi, mình mỏi đồ ra, mình hết sạch đạn rồi. Nằm bên phải cặp cục đá. Ở ngoài cú đá nhá. Ok. Rồi, nó chơi xấu với mình rồi. Mình hết sạch cả đạn mới sợ chứ. Vãi thật. Mọi người nhìn em ném bom này nhá, em làm đúng một lần này nhá. Chắc bây giờ tới lượt cool lại được vài tên. Ôi giời ơi, một lần á. Trúng anh nhau. Hai thằng đốt đi, sao gì bạn ơi. Hai thằng cùng nốc. Nó gạt mình thôi. Đằng sau nó
co ve rồi. Nó còn trong nhà nữa. Ừ, con mà, nó đẩy mình này. Ai đẩy bạn? Đâu? Thằng nào đẩy bạn? Anh em có khói ném cho trọng chạy vào đi anh em. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, chạy vào. Nó đâu đấy? Mình chạy. Ôi, bên phải, xin quả quái, cho xin quả quái. Cứu đi, cứu đi, bắn đi, đừng lấy bị bắn đi. Nghe coi bên phải. Không, cứ cứu đi, cứu đi, cứu. Nào cái kho này, mình bảo quá Tuấn Anh. Ừ, tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nó không dám đẩy đâu. Thank you. Cho thêm kẹo. Thôi tuổi tôm. Bên phải ấy, nó đẩy bên kho ấy. Thôi tuổi tôm. Đây, tôi chấm cái thằng bắn viên hết cho nè. Gì vậy? Hết rồi. Các con mình thấy. Nãy nó đứng nó nhìn chồng một chập luôn mà chồng không thấy nhá. Có trả đồng đây. Thật. Nó nhìn chồng quá trời luôn, chồng cứ đứng lúc đồ đấy. Tuổi con ngoan quan. Đấy, không có viên xanh nó luôn á. Không có viên đạn xanh nào kìa. Không có xanh luôn vậy. Mẹ không có cái cốp nào luôn này nhờ. Anh em đá bóng đi, đá thoải mái đi, mình cam cho. Bỏ đi. Bỏ, nên bỏ đi vô trong. Anh em đá bóng lấy đồ đi. Ờ, một người đá bóng lấy đồ đi. Một người đá đi, mình cam nhá. Cầu thủ tôi đây. Nó đẩy ngay rồi. Đẩy sao đâu? Đẩy sao đâu bạn? Nó không hay này. Mày đẩy à, mày đẩy. Mày đẩy à chúng mày. Cho mày còn nhá. Mấy thằng Thái Nam này. Thằng ở đây yếu nhá. Thế thì còn một cho mày đó. Còn một trong này đâu. Đây này. Đây này. Attack the mark. Siêu yếu luôn. Từ từ, anh em bình tĩnh. Không phải bình tĩnh bạn ơi. Chơi mấy thằng này cần tìm phải bình tĩnh. Được. Nhìn siêu nhân này. Ở chỗ sở mốc có một kìa bạn ơi. Để mình coi trọng nha, coi trọng xử lý nha. Ô mắc tôi rồi chồng ơi. Hai bạn ơi. Ô mắc tớ. Bù mắt tớ rồi chồng ơi. Đâu không phải, cố tình ấy rồi. Cố tình nhường. Cố tình nhường cho Tuấn Anh rồi. Ừ. Trẻ trâu chậm lại nổ ác thật anh em. Thề đùa. Anh ơi em chút. K98. Hình như còn đấy. Hết rồi. Từ. Còn. Anh em đi gọi hồn cun về gái anh em à. Mà mình với Tuấn Anh nằm nha, mà Tuấn Anh nằm cạnh nó không gạt nha, nó gạt mình mới cay á. Mình. Tôi á? Mình. Tôi có nốt đâu? Mình. Hiếu. Anh ở nói quá mà, thiện lành quá mà, nó bảo thôi thằng này không phải gạt. Em chào anh em đến sau này nhé, hello anh em nhé. Ừ, Hiếu. Tôi không có viên đạn nào cả. Hiếu mà. Đạn gì? Đạn xanh. Bạn cần đạn tớ gì? Tớ không có máu, không có đạn, tớ không có mảnh. Đạn xanh đây đây. Đạn xanh một mã đây luôn, thề. Tớ còn không có máu, không có đạn, còn không có mạng nào nữa đây. Tớ con boss bên phải. Đâu ấy đâu. Boss bên phải chờ. Đang tay chỗ nào đấy. Chậm rồi. Không. Chứa nó nhường đồng đội thôi. Ái da. À nhường á. Ái da. Tâm lên là tiếc sót ruột. Mình không cày chi tôn mà. Ôi à. Mình không cày chi tôn, mình ấy làm gì. Nó bắn 2 tính ở đây luôn này bạn ơi. Gheo 2 thính. Ôi ôi, tôi không có quả bóng nhờ. Này, lấy quả bóng này. Gần. Này, xuống rồi. Đứng đi. Đá mình phát. Gheo. Không phải gheo đâu. Ừ, gheo. Đi lấy xe đi các tình yêu. Về đây rồi. Về đây hồi sinh á. Hồi nãy có một thằng bay ở đó nha Hiếu nha. Ừ, mày chắc chắn là nó hồi sinh trong này rồi. Xin bay yêu mình là ba với lại lần thì mình thấy có một hoặc hai thằng nó bay xéo bên đấy. Chắc chắn là nó hồi sinh. hồi xuân. Cháu ơi, bạn đá mình một phát la cái chỗ hồi sinh ấy bạn. Đây, đá kiểu gì á? Đây. Nó có cái nút đá này. Đá rồi, bạn chỉ việc chỉnh tâm mà bạn sút vô cái mặt, sút vô cái mông á. Rồi sút vô cái mông á. Đừng đá ra biển. Đá vào cái chỗ hồi sinh ấy. Đấy, đúng rồi. Bỏ tay mày hiếu. Rất là siêu nhân. Chồng kiểu như là nông thôn mới lên phố á ta. Chết mẹ có người anh em ơ. Ôi trời. Tưởng nó được. Tiếng chân.
Thế thì báo, báo bạn thông báo chúng nó trốn đi, mình tới đây. Bệnh viện hả? Đây này, hy sinh nha, hy sinh cứu ấy nha. Ok ok. Nó bị thấy rồi. Nó nói kìa, nó thấy mình rồi kìa. Mình thấy nó luôn. Thấy không? Thanks. Thấy. Nóc. Nó chính nó đang vừa xong. Từ. Để mình xuống. Chết mẹ nó cả. Quan trọng là nóc mấy thằng. Chết mẹ hai thằng. Nóc một. Cứu anh em ạ. Đây mình đang cạnh bạn đây. Trời chết rồi, 3-4 thằng nó kẹp mình ấy. Ở đâu? Dưới chân mình. Ôi thằng lôi. Cày thế nhờ. Ô, lây đúng bịp. Thằng này yếu lắm rồi cơ. Ôi sao nó trèo được vào bên trong. Có một thằng nhà mình này, có một thằng nhà mình này Tuấn Anh ấy. Ok. Trước mặt mình còn một nha. Mình bắt nó để xuống này. Hay luôn. Ui, lây game bịp. Trước mặt tớ. Ờ, chỗ trước mặt cu tớ nóc 1 rồi đấy. Còn một nữa. Nó đang cứu rồi. Đẩy luôn còn nó cứu. Đây, tới đây. Nó cứu xong rồi. Nó cứu đâu ạ? Còn có 2 ấy, 3 đấu 2 cũng 1 cũng chọn. Nó cứu đâu? Nóc 1 này. Ok, còn 1 nữa. Mày bắn tao. Hay. Ôi giời ơi. Hay thế. Ôi giời ơi. Sao lại nóc được cả trọng nhỉ? Ừ. Không, trọng này đen lắm. Trọng đầu con vũ ba giáp ba chỉ một viên là đi thôi. Quay cái mông ở đây, không lấy cái đầu đi. Đưa cái mông ở đây. Tầm đi. Đấy. Đây. Đều quá, mình bị lối anh em ạ. 3-4 thằng rồi đó. Mình thấy hiểu nóc, cái mình bay xuống mình bắn nóc thằng trên nóc này nè. Cái xong nó bò xuống dưới nè. Đâu sao thấy nó từ bắn nóc rồi. Nóc thằng trên nóc này nè, nóc này nè, nóc của mình nè. Cun gạt hộ mình thôi. Ba thằng nó đẩy mình mà. Không, ấy là mình bắn thằng trên nóc này nè, nóc trên đầu mình nè. Cứu anh em có thể triệu hồn mình phát được không? Gọi hồn phát. Đây, để gọi hồn cứu về. I'm recalling a teammate. Né xa cái xác của mình đi cả. Thanks. Chị đang còn xác cứu ở đâu đấy? Nãy mình bay từ trên này xuống là mình thấy hiếu nóc, là mình đã nóc một thằng rồi, cái hồn cứu. Bò đâu bạn ơi? Cốt ba, berry ở căng nhờ. Ui, lát bét ra ba luôn. Ai à, siêu nhân ở đâu ấy? À, thì ra đây là xác của Hiếu à? Cũng nghèo. Cũng nghèo. Cũng nghèo. Ở ngoài có một bác ghi thế này. Mọi người xong chưa, ra đây có hai bác ghi anh em mình đi luôn này. Từ. Đi sang bên gheo luôn kìa, bên gheo ấy đó. Gheo đông, vừa bán hai thính ở đấy luôn. Anh em có súng mình đánh nãy nhá. Hello anh nhá. Chơi luôn. Đó là chơi anh luôn, không này. Đây, xe tất ngoài này nhá. Này vẫn ớn thật đấy. Mình với Hiếu là không còn học sinh đâu đấy. Sợ gì, đi luôn. Không phải sợ. Nhớ đuổi cho kiếm cái giáp 2 đấy anh em ạ. À, vừa bên này mình mua cho. Chạy lẹ thật. Sao bên này mình mua cho. Sao mình cầu bên này đây. Ok. Chính ở bên cầu bạn ơi, sang là đổi giáp này. Đi. Bạn ơi, bạn có tăng tốc, mình không có tăng tốc, mình đang chạy thôi luôn bạn ơi. Thôi kìa, tao lại bị nát rồi. Mình bị giật nè. Tình cào quá anh em. Cái gì đấy? Ui, bình thường chạy như thế này nó cũng tăng tốc rồi cơ. Đi nào, lên nào. Em làm chốt hả, là sao anh? Em không hiểu. Không cửa trọng phát nhá. Đi vào. Chạy vô chỗ mua đồ luôn nha. Đi bạn à. Tớ sợ có người bạn hiểu không? Đi đây cháu ạ. Chỗ này nghi có người lắm, cứ bình tĩnh thôi. Bội làm gì. Có đấy, lúc nào chẳng có. Chỗ này có nhà rồi. Chẳng có. Có xác này. Hình có người ở đây anh em né xa ra. Không có. Có sâm mốc không bạn? Lâm vào luôn, không phải vướng. Anh em né ra đi. Né xa cái chính à. Nó ăn rồi, nó ăn rồi, lên chạy. Nó rút rồi, Có xe này. Nó dưng rồi nhá. Đưa cái vào bóng này.
má. Con. Ôm lên luôn. Con đây. Con góc mình này. Con này. Ở đâu đấy bạn? Ở đằng sau cái nhà này luôn đấy. Sau bờ tường này. Xuyến một chấm ý. Nói chung là mình chỉ cover thôi. Tại này mình không hướng ăn mạng lắm. Anh em cho mình xin một lon nước được không? Ở đây nhiều lắm. Thính kìa. Ở đây có một cái thính chưa ăn đâu, anh em ra mà ăn. Top 3 này. Thính thế này. Băng đạn xịn này. Băng đạn xịn này. Đây nước này. Nước ở đây này. Người này. Ok. Nhầm. Tớ nhầm. Vãi nổi chặng bên kia. Em chết trước. Em làm chốt à. Nào quả quân tốt đấy à. Chốt mình kinh hơn cô ấy đấy. Em toàn làm như thế rồi anh em ạ. Khổ lắm. Đi kiếm cái hai đã bạn ơi. Đi nào. Từ tới kiếm cái hai đã bạn. Còn đang giáp 1 rồi anh em ạ. Cái giáp 1 mất nữa rồi. Nghèo đi thế là cùng ạ. Trời ơi đâu có chào. Ở đây giáp 2 đi rồi. Ok lên xe. Đi chơi. Má nhanh thế con vợ này. Hello anh Sang Ly nhá. Hello anh là. Nào đi nào. Số 1 ơi. Đây tới nè. Đây có xe mà. Đây lấy chiếc xe của nó đấy bạn. Cuốn bên này. Bên này. Mình lấy bình xăng nè. Bên này giàu lắm bạn ơi. Ui. Giáp giết đầy đủ luôn. Ok, qua Linh bạn ơi. Đi. Thính cái này. Này, sao bên Napoleon nào? À, sao bên này mà ăn thính thế này. Hiếu mua giáp thế nào rồi? Mình ăn, hơi nghèo, mình chưa có okay, một cái gì okay. Cả. Thôi, thính ngoài xong rồi. Xong đâu mà xong, ai mà xong? Thính ngoài xong rồi. Vui nè. Là chính nha. Má. Chừng này mình có cái nịch bạn ơi. Còn cái giáp 2 đâu anh em? Lai xong, anh Giang inbox cho em nhé, cho đơn. Em cứ chuyển khoản qua đi xong anh làm luôn cho em được mà. Anh có cộng tác viên bên shop nó làm luôn em ạ. Đâu. Đây này, trong chỗ mình đang đứng nè. Đây. À ok, vào rồi mình lấy đồ bán ạ. Ở đâu? Bao nhiêu? Có bao nhiêu xu ạ? Anh em có bao nhiêu xu đưa hết đây? Một xu nhá. Một xu đưa này, đưa hết đây, nhanh. Chấn, tập này phải chấn. Hình như làm gì có xung thế. Chậm ơi, tôi có 46 xu lấy không? Được luôn, hợp lý. Nhưng mà mình cho 26 thôi, mình lấy 20 luôn, cốc 6. 26 được. Cốc 3, cốc 1, đời như thế. Chẳng á? Này, bạn này không biết chẳng rồi. Bạn có một xu nó còn lấy á. Lâu mới được đi chơi xe cho thủ cướp đi chứ. Đi nào mọi người ơi, đi nào. Đâu rồi, còn đâu số 1 đâu có đi không? Hiếu ơi. Từ lâu đi. Mẹ nó nghèo quá, nghèo làm gì có gì đâu mà. Lút lâu vãi. Chắn bản sai luôn ấy. Đùa. AUG đấy. Đi bạn. Đâu. Ôi nhìn nhầm. Thì nó lại ngon quá. Nhìn nhầm. Đi đâu cô đây, đi. Đi chưa bạn? Đi ra cái nhà này. Ra nhà này bắt tính các bạn đang dính rồi kìa. Ê tìm đi ngược đường bạn ơi. Đi vào này đi. Đi được bên tới đi. Để ra ngoài nhà kia bắn thính. Ok. Đi vào trong thính này. Ra ngoài nhà này, đi ra nhà này mà bắn này. Về nhà Doraemon ấy. Đúng rồi, Doraemon này mà bắn này. Về nhà Doraemon ấy. Chẳng có súng thấn nha mọi người. Thì về nhà Doraemon ấy, anh em về Doraemon đây này. Đi. Về Doraemon nhé. Chẳng bò đâu. Bên cả có người kìa. Anh em thôi dùng cũng rồi. Bên cả. Về đây. Qua MR kìa. Đây. Ừ, hai thằng kia đi công bên kia rồi, bạn đi. Không, có người đâu. Về đô này đi, Đô này trống không ai hết. Đô đấy, ngoài bên này không có người bạn đây. Đô này trống à. Đây. Sang bên này đi. Sang đây mà bắn này. Hai bạn ơi, mình về. Hai bạn ương thế nhở. Ai biết đâu, trọng thái mà mình biết gì. Có 4 này, anh em ạ. Này, bắn này. Không luôn. Cái giật mình nè. Cái súng. Xe tới. Làm gì có. Bye bye. Tới đâu. Đỉnh nhanh đi.
Mình có ốp anh em ạ. Ê, ốp nhưng mà cố mua hai. Hai team đến trước thì ngon nhỉ. Chuẩn bị bọn nó lên lên đây này. Anh em cất xe nhá, anh em cất xe nhá. Có người ở đấy hả? Không có, không có. Cái góc này khó bắn lắm. Tại khó bắn. Khó là khó thế nào? Ấy là khó đổi nó ép thì hơi khó đấy. Kiểu như là mình khó mình không gạt được à. Không có gì là khó cả. À. Ai? Thằng nào đấy, thằng nào đi. Thằng nào đi. Chào. Chào. Mình đang ngồi, mình đang ngó bên mình đang ngó trên đồi. Nó tạt tạt giật cả mình. Nhưng mà thằng nào, nhưng mà thằng nào đi. Khương nghe chửi tục nữa chứ. Nghèo lắm. Tao hút vừa thôi. Nhanh nhanh mồm nhanh miệng. Nhanh mồm nhanh miệng đấy. Mẹ này, giật mình rồi bây giờ này, này. Này là chưa trái đây. Có người này. Người đến này đấy các bạn nhìn nào. Ê, ôm ơi. Ê, ai mà nốt đây. Có này bạn. Có bốn này. Cái gì đây? Không, mình có cốt 8 sao không thấy nhỉ? I got supplies. Mình có cốt 8, mọi người nhìn em phải ốp này, em làm đúng một lần duy nhất đây này anh em này. Không bao giờ có lần thôi, 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 thôi. Ui. Thôi. Thỉnh anh em chén lúc nào đấy? Không có sao nào để cướp này. Vãi cả chứ không? Này. Thằng lồn trọng này. Này, này nhá. Ngứa này ngứa. Tay anh em à, nó đi đi khỏi ngứa tay anh em à. Đang đi, đang ngồi đi, đi tập trung ạ. Đi đi đi, đi xe 4 đi, đi xe 4 đi anh em ạ. Ok ok. X8 của tớ đâu? Đâu rồi? X8 của tớ đâu? Ai bắn ốp bây giờ sẽ lỗ. Ai bắn ốp bây giờ sẽ lỗ. Trả lỗ. Cùng lỗ đâu? Trả lỗ đâu? Đi 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 toán. Cùng lỗ đâu? Chưa chắc là lỗ đâu. Nhanh đi. Đi bạn ơi, bạn ơi. Trong này chuẩn bị bế đi bây giờ. Ui giời, cho xin lo nương, cho xin lo nương. Cho này lắm. Cho xin lo nương. Alo. Đừng uống nước, đái hết cả lan nước rồi giờ này đi xin người ta thề luôn nè, cho bạn hai bình. Mỗi hai bình. Đấy, mình cho uống rồi đó. Mình cho rồi. Ôm cái này, ôm cái này. Ôm vào thính nha, ôm vào thính này. Cảm ơn nhá. Đi nào. Trận này đái ra nước. Em chuyển rồi nhé. Ừ ok, để tí anh check. Trận này có mà uống đến Tết không hết nữa. Ở thì có ốp nhỉ, ở thì có ốp nhỉ. Mình có rồi. Đâu nhá anh em đi gần nhau đi anh em ạ. Còn mười mấy thằng nữa nè. Chẳng 500 mét kìa, gần vậy. Đây này anh em đứng ở đồi này mà bắn này, em đi đâu làm gì. Ờ đứng đồi này mà nhìn kiểu gì. Để tớ sang tớ ăn ốp phát, đâu rồi. Ê thằng nước ơi. Đây. Ở tính ấy. Thằng nước ơi. Thì có người đâu có người. Sao thấn nha. Thật không? Thấy. Thịt nó. Thằng này nó lấy ốc của tớ đúng không? Đi lẹ đi. Thằng trọng nó phét à? Con đàn bảy. Vãi trưởng ạ. Đi lẹ đi, đừng lút. Đi nhanh lên các bạn ơi. Go! Hốt quá. Còn lút nữa. Chết rồi, hát rồi, thấy người là hát rồi. Mà xe vãi gạt đá ấy. Chết mẹ rồi. Không chạy luôn mà dừng. Tôi bấm nhầm đấy. Cứu đi, cứu cun kìa, cứu cun kìa bạn ơi. Nó đang đẩy. Tớ bỏ ra sau xe được. Siêu yếu một này. Nó có hai đâu. Một thằng yếu thôi. Ba đấy bạn ạ. Từ từ bình tĩnh. Xong. Khả năng bị kẹp đấy, đằng sau còn đấy. Ờ, trên đồi còn đấy. Thank you. Nó ném bom kìa. Xong mình ném nế, mình ném móc. Đằng sau nó bắn, biết ngay rồi mà. Bị kẹp rồi, nấy xe chạy đi. Không đi đẩy, đấy này, 4 người tập trung đẩy, chết 3 thằng này này. Ờ, lên tập, đây. Ôi, xe cần nổ, xe cần nổ. Chạy đấy rồi. Chiều chân này.
mình luôn. Rồi nó bị nát rồi, nó lấy ốp đây mà bắn kìa. Lấy ốp đây mà tát nó kìa. Thank you. Đúng mày. Bốn phía. Cẩn thận. Anh em một người qua đây này, bốn phía luôn rồi. Đằng sau có này, bên này có nè. Bắt bọn đằng sau trước đi, bắt bọn đằng sau trước đi. Đằng sau này hai team đang tát nhau. Nghe chả biết phía nào anh em ạ. Đây bắt bọn đằng này trước này. Ui MG3 Glotan. Nó một à. Ơ kìa. Đẩy trước mặt này. Đằng sau nó kêu kìa. Trước mặt này còn không? Từ, nó một đây rồi, nó một đây rồi. Ok ok, thấy rồi. Mấy thằng này nó khều mà không nhìn thấy ở đâu mà bắn đấy chứ anh em. Nó cũng cục to ấy. Ôi giời, em đi thôi. Thằng này yếu nha. Ôi má chạy lẹ bay. Thằng này yếu lắm rồi đấy. Ngoài bo còn kìa. Cái đằng sau, khu này có này. Cái xe tới, chết rồi. Đâu? Thấy chưa, nhà tôi nghe này. Đây. Dừng chỗ cũ của mình ấy. Ok, bình tĩnh. Bọn trên đồi đấy. Nó chạy lên kia rồi, nó chạy lên đây rồi. Location. Siêu xe. Đây, con nào chạy trống này, bắn đi. Đâu? Đấy, cho mình ping nha. Trong khu nhà kìa bạn ơi, trong khu nhà kìa. Khu nhà nó nhìn mình kìa. Không nhìn thấy thằng nào anh em. Khu nhà này nè. Location. Mình hết đèn rồi, mình lấy hết đèn nữa. Mày ok, mày thích chơi tao đúng không? Đây ra đây. Cho khu nhà có một đấy. Nhà yếu. Ê, trước mặt tôi có này. Alo. Đâu. Ôi ôi, yếu lắm rồi, kêu tôi với. Tớ câu vào rồi đó, tớ đứng ngó cho bạn mà. Ok, tâm. Ok. À, trên nhà nó tự ném lửa, nó chết rồi nha. Mình bắn thêm mấy viên nó tự giết nó luôn rồi. Khổ lắm đấy, cái giống nghèo nàn lạc hậu nó khổ lắm mọi người. Khả năng là tớ phải vác rồi luôn ra. Từ đã, tớ lên tớ vác hai khẩu này. Thank you. Giờ đi còn ai nè. Con. Hình như ở dưới ấy, dưới chân. Đắp quả lửa lên đây. Ép bo bạn ơi, mình vô bo trước nè. Mình vô bo đi. Rồi, thằng kia. Thằng có một thằng tự đắp lửa chết mà. Ê, còn thằng ở ngoài này, Hiếu ơi. Nhìn không? Đâu bên đi. Bò đi nha mà, bò đi. Tuấn Anh ơi, mở trái bò đẹp hơn Tuấn Anh ơi, đi bên nó trống lắm. Tớ đang xem có thằng nào. Ơ, sao này bị mất mạng này. Về thể đùa. Chờ tới trong bò này, đẹp nè. Ok, xong rồi, 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 mình đang xảy thằng nhà thấy mình bắn cái mình qua bạn luôn. Trời ơi, đằng sau bạn có một thằng kìa bạn ơi. Someone has been here. Sau hồng chính này trước mặt đây này. Nó chết rồi. Tôi biết mà thằng ở đâu rồi. Pin của mình nó bị làm sao vậy? Ôi, nó một pin đầu rồi. Góc này. Có gốc cây luôn nhá. Đúng rồi, gốc cây to bên trái. Đầu phải cứ bắn phải trước kìa. Rồi, thằng này gốc cây chết rồi. Một máu. Ôi trời ơi. Đầu. Bắn từ mũi tính bắn. Hello anh Bitly Z. Bắn từ mũi tính bắn. Hiếu. Bạn biết anh em kênh tớ bảo bạn gì không? Làm sao? Bốn tiên nhân ông nào cắt tem. Clear rồi, còn một thằng nữa.
đi lên. Nhớ nhớ. Tớ liên rồi còn một thằng nữa. Vãi 14 kill kìa, má mình có 4 kill. Ơ, đâu? Mình 4 kill. Mình chỉ chạy. Có liên rồi bạn ơi, còn một tên nữa kill thử. Bắn nửa tiếng trước, nửa tiếng sau mới nốc. À quên quên quên, làm nick cho ông em phát. Mình lát. Từ từ vào, từ vào, để cho chọn. À không không không, cứ vào bình thường, cứ vào bình thường. Vào thì cứ vào đó. Ok. Chọn nha, đừng hùng nữa nha, má yếu tim á. Mẹ cày thật đấy. Cover đẳng sơ cấp mà hay à. Má bắn cả tiếng trước, tiếng sau nó mới nó chết à. Hát đúng không? Hát anh đuổi đúng không? Nó đuổi qua một vòng quanh cái cây đúng không Hiếu? Kiểu như là bắn một viên đạn nó vòng nguyên vòng cái cây á. Thì kiểu như bắn viên đạn nó vòng quanh cái cây á. Đây 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 bạn ơi, chỗ bên chấm này. Sân banh LTA. Lại sân banh LTA rồi. Được được được. Đéo quay không? Đéo tới không? Tới 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 tới. Lại một okay. Ngày nữa sắp trôi qua. Tuấn Anh mở sân banh này ra. Anh trai ơi, anh trai ơi, đứng lại, đứng lại anh trai ơi. Cho mượn cho mượn bộ xác ướp anh trai. Đâu rồi? Đây. Ai lấy chồng không? Mình có thôi, mượn thì cứ đi mượn cái thằng cù bắt thôi đấy. Chết. Chán thật. Để tí nó không cho mượn còn chấn được kia. Mượn bếp cũng chắc. Được luôn nè. Hello, Blo. Việt Nam number one. Ờ, tớ theo nhảy vậy. Ok, Blo. Đi hảo. Ping cho Linh, Follow mình. Ok. Alo, thôi để em làm cho anh ơi. Thôi để em làm cho. Ờ, để em làm. Có thật không đây? Okay. Hai nam viên chẳng qua này em phải chơi chơi thôi. Nó say. Rồi, nó đi luôn rồi, chưa gì. Kiểu tới được không ý nhỉ? À, mình đang đi với ai đây? À. bay xác xác bên phải đi, mình đập thằng kia cái. Ờ, còn mấy tim đấy. Số 1 là Hiếu đó. Hiếu. Số 2 Tuấn Anh hả? Rồi, Tuấn Anh. Ok. Mình nhảy lên lưng đó. Một thằng à. Hai thằng. Nhảy ở đâu đấy? Sân bóng à? Bạn ơi đây đây còn đây. Đâu ping lên. Còn thằng nó đang đi ở chỗ ngôn đấy. Nè chỗ tớ có 3 thằng này trước mặt tớ 3 thằng luôn. Ừ. Thôi nào. À hay là con lợn đã bật hình sớm đấy. Phải đưa bi giót thì đưa đạn đây. 841 anh em đá hộ phát này phát đá đi trong đá thử cái này đi bóng nhìn phải quá Hàn Quốc à Korea cái gì chào chưa đâu làm gì chào này ôi giời đá non thế nhỉ? Đúng rồi mình đâu biết đá đâu đá đấy. Đây rồi. Ok. Mình phun bộ ba rồi mình cần đánh bí giòn thôi. Chả có đồ gì luôn nữa. Nghèo thật đấy anh em ạ. Nghèo. Đi. Ai vứt cái bí giòn thì cho xin đứt đạn bí giòn cái. Khứa nào vứt cái này mà không bảo gì.
60 này. 60 viên này. Vứt mà không vứt đạn. Làm bắn AK-6 sẽ mù mắt dân chơi. Bạn nào tìm đón tới với nhá. Gì đấy, ai kêu đấy? Con nhắn kêu xong nhỉ? Korea mà nhỉ? Cháu ơi, bạn ơi, mình đá cho bạn. Thôi, xin người. À, đá một phát quá cảng, lô vô luôn. Rớt giữa nước đi. Đá phát này vào đúng mồm địch phát thì hết hơi. Nhảy ra đây là mình không có kêu này à. Giáp ba ngoài nào chưa có không? I got supplies. Ờ số điện à, Hàn là đuôi cộng bao nhiêu nhỉ bạn nhỉ? Hàn Quốc ấy. Không biết đuôi cộng xe hàng. Cộng 82 đúng không? Đâu 82 đâu phải. 81 là của Nhật nè. Đúng rồi, 82 chẳng của Hàn là gì? 84 là của Việt Nam đúng không? Ừ. Mẹ, trên web đéo có. Ảo thật đấy. Ủa tự dưng đi hỏi cái đó chi vậy? Tôi đang làm nick cho khách mà. À. Ui, bạn mở cái phim Hàn ấy là nó có hai con số điện thoại đó. Thường thì hàng tôi thấy tần số 0000000000 không à. Mở 18K của Hàn ấy nó hay con số điện thoại. Full luôn. Số điện thoại ghi full luôn không che. Cũng thông minh hết nhỉ. Cháu ơi, chứng tỏ là hay xem phim thì mới biết đấy. Mấy bạn đi săn người đi. Đi. Tuấn Anh ơi, cái thính bên cạnh bạn kìa. Cô ba này. Cô ba ở cùng một chỗ. Thính của tớ, chỗ tớ. Thì đừng ăn của tớ nhá. Cô bot này. Có mình. Thính hướng 245. Ok, cảm ơn bạn. Nó ở bên Novo các bạn ơi, thính ở gần bạn lắm. Bên cạnh bạn luôn ngay Novo. Đây. Tớ ship xe tới rồi nè. Rồi tớ đi phát. Ơ cái X3 đâu? À mình chưa nhặt à? Lai đi. Ôi, chưa có giày bạn ơi. Khó nổi. Đi mua ít rồi. Về Mita anh em, không có kin nhỉ anh em nhỉ, không có người. Novo có thấn kìa. Ờ, qua luôn, qua cướp luôn. Đâu, thấn đỏ mà. Sao thấn đỏ? À, trong nhà có người anh em ơi. Nhà nào đấy? Hình như là nhìn nhầm anh em. Đi xe 4 đi mọi người ơi, đi xe 4 đi anh em ơi. Đi mua đồ cái. Mua cái M4 cái. Cầm Vion này bắn như đấm vô mặt nữa. Nghèo thế à? Nghèo lắm bạn ơi. Đây có xe 4 này mấy bạn ơi. Đi cướp. Rồi đúng rồi, nãy mình nhìn thấy thằng này rồi mọi người. Đi cướp. Lái đi, lái đi từ. Đi sang Novo đi, sang Novo đi. Con cám luôn rồi. Đây có xe xịn này anh em ơi. Ui, tại sao có con boss kìa. Trời. Đúng Hàn. Sướng thế. Hàn Quốc là cộng 82 mà các ông chả biết gì. Đây xe này này anh em ơi, đi xe này, bạn đổi xe đi bạn. Rồi đưa mình đi, mình lái lắm. Quay chưa máu không? Đi bạn ạ. Giờ máu lắm đây. Không. Đây. Bạn xuống đi, bạn chở đi, bạn xuống đi, Tuấn Anh đang bạn. Mình ghét cái con Lambo này cực. Nó có bọn nó đã có Gloza nó bắn rồi kìa anh em, kìa Gloza ở đâu vậy? Ở cảng, chắc là ở cảng đấy. Ừ, chắc quan luôn, anh em ạ. Thính đỏ gì? Thính đấy là thính nó bắn mà. Đâu phải thính đỏ, thính đỏ. Rồi ra cho bên cái khung kìa. Bên khu bắn á. Đâu, thính này chính thả mà. Bên này thính thả. Thính này thính nó bắn. Thính nó bắn, thính nó bắn. Giờ bom làm gì đã thua mà thính chạy. Nữa. Đáng tập trung cái gì vậy? Ok, mình tới đây. Ra bờ sông bạn ơi. Nào đâu á? Bờ tường này. Yếu, một máu. Đây. Chết mẹ.
Dừng bạn ơi, dừng. Không nốc kìa. Ôi. Mark the location. Ui. Lớp 1 này, lớp 1 này. Lớp này này. Còn trong cửa nhà, trong rào nhà nè. Hiểu tôi rồi. Ôi, 100 máu này, ui. Bờ tường 100 máu. Ôi, nó từ, nó từ nóc nó. Được. Hay lắm. Đấy còn thằng nào. Biết ném đấy. Cả liên kia đâu không? Chưa, chưa, hai người một đầu. Thằng này chưa chết mà. Location. Chưa chết đâu, hai người một đầu thôi. Lên, đừng chết à. Lên rồi, lên rồi. Ok. Hai người một đầu phải táp à, nghi. Ni hảo, Pinh, Chân Linh à. Ni hảo mà. Các bạn có quên điều gì không đấy? Được kêu nãy giờ, được kêu ạ. Có cái gì không? Đu X8 này, có cái gì? Rắn mà. Ui, ý, 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 ý. Ui, thằng này nhặt 3 bình xăng luôn. Ba lấy X8 này anh em ơi. Đâu đưa mình xem nào. Mình xem khẩu nó dọc ngang nó như thế nào. Cốp 8 này bạn. Đâu cho mình cốp 8 này. Đây đây mình vứt dưới chân đấy. Hỏi thật anh em nha. Ờ không thấy à. Ai có cái băng này xịt cho cái. Mình nhặt đi. Mình có cái đang dùng rồi. Ok rồi, xong rồi bạn ơi. Xong rồi. Đã xong. Hồi này không được hồi tiền cài lắm đi, đi qua bay đi, đi qua bay đi. Bên này có đa xe mới nè, lấy đa xe mới mà đi nè. Đi qua bay thì anh Hưng mới đi đâu về đây? Anh Hưng hay sai mới đi đâu về đây? À quên, nó nhặt 3 bình xăng mà. Cái này lấy xe mới bạn ơi, lấy xe mới. Ôi, mạng của mình bị làm sao không đi nổi luôn này. Sao ping này wifi nó đổi của mình vừa thì giật quá. Ờ giật, giật. Xe mới nè bạn ơi, xe mới nè. Đâu, đâu, đâu. Tụi này nó nhặt 300 ping này. Bạn lái đi, bạn lái đi. Tụi này ơi, tụi ăn xe mới nè bạn ơi. Ok, ok, từ tụi đang nghèo quá, từ đi loot. Mình đổ xăng, mình đổ xăng. Nhiều xét mà. Nghèo vãi. Đi à. Li 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 trọng cứ li li li. Hả? Này trọng hả? Trọng li 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 hả? Hay hay. Đã gạt một hồi cho bạn một tháng. Trọng cứ li 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 li. Bay đông lắm bạn ơi. Bay đông lắm, bay đông lắm. Này, không thì bạn đưa mình lái bạn ơi. Đi 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 đi. Ơ, từ chân. Đâu cả các bạn. Đi chân đâu, đi chân đâu. Ơ, từ chân. Cơm hai. Ơ, từ chân. Cho tới một kiên. Ờ nhỉ. Có người trả đông đấy bạn. Đông lắm, đông lắm. Ok ok, để mình nào bạn. Đi bạn ơi, đi bạn ơi, có người kia. Đây đang cày chỉ tôi. Ơi, lấy ít đã, Belekop đã nghèo quá. Chưa trời nghèo các bạn ơi. Chưa ăn cơm ấy. Chưa. Thôi được rồi, thôi thôi thôi, thôi không phải ăn đâu. Đi bạn ơi. Bạn không chừa cho mình một kill. Buồn. Bạn lái đi. Bạn lái đi bạn. Bạn rút đồ bạn cho mình lái. Lóc một. Hai bạn ơi, cứu hai bạn ơi. Đây đây đây. Đến tới, đến tới, đến tới. 30 phút nữa. Tôi ngang ngang boss không? 30 phút nữa. Boss anh em ạ. Bot à? Thế cứ tưởng người ấy. Anh em mới tới. Không, mình bắn một thằng bot, không biết chỗ trọng có người không biết. Ở đây đây, thế chắc là nó đấy. Đi chạy. Bot này kem cầu đẹp lắm bạn ơi. Như buồn, như... Thôi vậy đi anh em ạ. Như bịp. Thôi đợi, ê, ê. Quay lại đi. Bot về bên bên mình mà. Kệ kệ, cứ lát đầu cầu này mà cam này anh em này. Má hai ông bốc phét đi với nhau. Đừng có đùa. Mafia đấy. Đi đâu đây, giúp ở đây làm gì? Qua này này anh em ơi, đây, qua đây, qua đây. Qua đây, đừng có mua nữa. Trời ơi. Thề đùa. Đâu? Sao không vào mua băng đạn thanh niên mở rộng?
Thôi đi 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 đi. Thôi 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 thôi. Thôi đi tìm người thôi. Hiếu làm gì biết rồi, đi à? Đi nhanh đi, nó bế Hiếu nữa. Ôi nó giật kìa, lái đi bạn ơi, bên mình 300 rồi. Bình lên 300 là giật dữ ta. Còn bốn mấy thằng nữa cơ mà anh em. Cứu anh em ơi, một team là gì em này. Chồng ơi, đi chồng ơi. Chết mẹ, có một team thật anh em ơi, nó quá cầu này. Nó đào cầu, ui đang bắn nhau. Chưa nghe thấy sống mà thằng nghe tiếng Hiếu không ạ? Đốc 1. Nó xăng rồi bạn ơi. Đốc 2, Cornia rồi. Chả vờ đấy. Đang nghe đốc 2, đốc 2. Đầu cầu bên kia à, đầu cầu. Ôi giời ơi. Thế sao, thế sao? Anh em nào thẳng cái xe. Đi ba cháu ơi. Nó ném khói nó cứu nha bạn. Từ từ bình tĩnh. Đi cơ, cơ. Anh em mình đi đường này cơ. Thấy nè. Nó bắn được đấy. Thôi chết rồi, nó bế trọng đi rồi. Ôi bị bế rồi. Nó chạy về sau rồi. Đây này. Someone has been here. Đây. Trong cẩn thận nhá. Thôi xong rồi. Ôi giời. Ờ đéo hiểu, M2 tôi bị lỗi à? Bạn thấy nó nốc kìa. Trời ơi, mình không sốc ạ. Mình bị thằng đằng sau nó bắn lên nhọn ấy. Bên nó 3 thằng nha, 4 thằng nha. Thấy nguyên team luôn nè. Ủa chậm đi rồi hả? Ê chậm cậu ba nhé. Quá hồi xanh trọng luôn đi, quá hồi xanh trọng đi. Xe đâu đấy? Có xe đây, có xe của mình đây. Ai, ai gần xe đi, xe đi. Xe này sao á? Anh em qua hồi sinh đi, một người hồi sinh đi. Đâm lại đây đi, xe mình để ở góc bên phải. Vâng, chạy quay lại đi bạn. Bên trái đấy. Ơ kìa, ở đằng sau, đấy. Cường, quay lại đi, cứu đi, tới đây cho. Tới đây đi. Liệu kịp không nhỉ? Kịp 2 phút mà. Chết mẹ, bọn nó đẩy lại đây đâu bạn ơi. Bạn ở từ đây từ. Có rồi mình. Từ ném bom sang. 19 đến 11 đấy. Giờ cuối ngày anh em ơi. Thoải mái đi bạn. 50 giây vẫn còn kịp mà, không chỉ là 2 phút. Có đang gần nha, có đang gần đây này. Có thằng sát đây luôn đấy. Không ta, mình có một kill mình cũng đang xem. Lúc nè. Hay bạn. Nóc thằng gần đúng không? Đúng rồi. Cứ xong cái đi. Cứ xong cái đi, đi. Mình mói xong bọn này mình. Chấm máu hai bạn. Còn một ở xa. Tới luôn nè, tao đâm luôn nè. Đâm luôn đi, đâm vào cây xăng ấy. Ở trong không, ở trong cây xăng có người. Đâm ra ngoài bờ sông chứ. Ok. Đâm vào đâu thì bên lên. Bờ sông. Đâm vào góc mình cũng được. Không anh em ở đấy cam cầu cũng được. Nó cứu được bạn nó đâu. Đây, nó ở sườn này nè. Đâm ở dưới cái hóm nó được. Đây, đâm dưới hóm này mình cover được nè. Cover tớ phát, tớ luôn đồ phát. Ok, cứ ở đây mình cover rồi. Nó cứu bạn nó rồi. Số 3 ném bom đi. Nó bỏ lại phát nó chết luôn, nó lâu đi phát nó chết luôn. Căng đi nhỉ. Ở đây vẫn căng đi à. Mà ném chết nó đi. Ui, nó cay, nó cứu mẹ mất cái. Còn thằng nữa. Đủ má là mình. Ôi yếu. Okay. Mình yếu quá trưởng à. Còn máu đâu. Cho tới một kill. Tới giờ mới được có một kill này. Đây còn chưa được kill nào. Này bạn ơi. Ở bên hướng ở trong cây xăng hình như có người đấy phải. Không thấy. Nếu có nó bắn mình rồi. Vừa đấy cái nhà dưới biển vẫn có người nhá. Ui, thằng này có khẩu cù đạch gì đây? Bọn này nghèo thế nhở. Quả bọn này có sát của mình đây luôn này anh em. Đây, bên tới đây này.
bắn tim anh ạ, à, bắn với trọng mà mọi người anh đang bắn với trọng. Bên dưới đây này. Tuấn Anh với cả khu. Ok. Từ bạn ơi. Cái chỉ có đồ đưa 70 xu cho nè. Anh em chuẩn bị này, bọn nó qua cầu đầy này. Gloza này anh em, không ai bắn. Răng bay. Đâu? À không, mình nghe nhỉ. Bye bye. Kiểu gì nó qua đây đợi nó à. Giờ cầu đi. Nằm giữa đây đây này. Cứu à. Cầu được cứu hay sao ấy? Ở cái xăng hình như cứu được rồi sao ấy? Cứu rồi. Nó cứu nó đẩy hết qua đây mà. Cam cầu bây giờ phải cam cam non bạn ạ, phải ở đây cam mới được. Dạ không, đang nào dám qua cầu đâu. Bắn cái gì đấy? Tớ ngồi đây từ cam. Tớ đi sau đi. Tớ nằm đây từ cam tiếp. Hai anh em mình ở đây cam. Đây là trọng kia. Để mình để mình cam sau cầu nha. Anh em thoải mái đi. Đó cam dưới gầm cầu nha. Ê, ấy nè. Có máy bay qua cầu này. Đâu. Kiểu gì bọn nó ở đây còn nhiều lắm, còn hai mấy thằng nữa mà. Chắc chắn là sẽ có team qua đây, bạn yên tâm. Bạn cứ tin tớ, kiểu gì có team qua đây. Có 16 thằng thôi. Đâu ra hai mấy. Nó qua bây giờ mà bạn. Cứ dình đi. Nằm xuống nhìn có cái hòm đồ này hài quá. Ôi. Thì bọn nó đi bo còn đầy luôn này. Ê, bạn đùa nhau à, thể đùa. Ôi trời ơi, bạn vậy thì mình chọn. Về vậy thì mình kiểu gì, thể đùa. Rồi, bãi thôi cho chẳng nha. Đang ngồi à, đang nằm à. Để đùa. Đang nằm à, cay thế. Cái gì vậy, hai ông Thuận? Đây nằm đây bạn ơi, bạn ơi, la đây nằm này, nó đang vào bo này, mình trong bo này, bạn đến đây nằm này bạn ơi. Không, tớ đang ở đây rồi. Ê, tớ đây, tớ. Không, tớ bên này. Có người này, chuẩn bị có người này. Hình như sao đồi bạn có người sao, cháu ơi. Ây à, ừ, đúng kìa, rồi. Nó bắn trọng kìa. Từ từ xem bo nó vào đã anh em. Ai thằng chưa có thằng bắn ăn rồi kìa. Ai thằng rủ nhau cam cầu. À, như PC ấy. Mình không thấy góc bạn ơi. Bên này vừa có một nhá. Đây, bạn ơi, từ từ, bạn đá mình phát đã. Thế đùa. Bạn đâu? Đồi đó. Đây, mình ca mình, khả năng mình vẫn nghĩ là vẫn còn. Ôi, trọng ơi. Lốc này. Đây, góc này. Ok. Trên này có luôn này. Chết mẹ trên đó, sao mình đẩy. Đâu, à, nốc thằng dưới này, nốc thằng kia bờ biển này. Ây da. Chồng ơi. Khốn đấy, đau đấy. Bà rét chồng đâu. Không gì đi nó đâu luôn đấy. Từ mình đẩy thằng trước này đã. Từ chạy thì, từ chạy giữ đường mà chả ai bắn tới nhờ. Xe hết thằng này mày. Thì cứ ở đấy, khứa này. Nó đâu đấy bạn? Pick lên, cho viên nào. Trên chỗ tớ này. Nó ở trên hẳn cái gì nhỉ? Ok. Cái đỉnh ấy. Ờ, cái này kêu cho bạn ơi. Help. Như. Ôi giời ơi. Chết rồi. Hello Sơn nhá, hello em. Chào ơi, ngồi dịch vào kìa. Nó bắn thế nào được bạn? Okay. Chết mẹ, xe siêu xe ra đằng sau này. Ôi, thằng kia nó lăn bóng xuống kìa, trọng ơi. Thank you. Thằng này nó lăn bóng xuống đây bạn. Nắm chứ mà không kịp kìa. Smoke các bạn. Nó đẩy rồi. Đẩy ra được bạn. Nó đẩy tớ nè. Đẩy vào đây rồi giết bỏ luôn đi. Vào đây. Cẩn thận nó ném bom nha bạn. Chạy luôn đi đâu ném bom. Thank you. Help. Ba thằng nó đẩy cày thế nhờ, nóc một anh em ạ. Vậy thằng nào đi buggy ở đây?
nó cứu nhau này. Nó đẩy nè. Ê, cày thế nhờ, mình tưởng còn một thằng mình khều ấy chứ, ném bom lên thì... Nó ba thằng rồi. Thế ném bom lên thì ngon rồi. Nó không biết mình ấy. Hai thằng nè, ba thằng nè. Nó còn nguyên ba luôn. Ơ, mình thấy vũ khí nó đi, mình tưởng là hai thằng nó hốc rồi. Thì đây. Quả đấy bạn đứng ở gỡ. Ôi da. Đi đâu đây? Chị nào? Tụi này bắn kinh lắm, tụi này bắn kinh lắm. Vào đây, vào đây. Đấy, bạn đứng ở gốc cây, bạn cover này cũng được rồi, không cần đẩy qua. Mình cover mà, mình cover mà. Cover một thằng yếu rồi. Con yếu, con yếu. Thằng ở trên đồi chết rồi nha, nó nhảy xuống nó nóc rồi nha. Thằng trên này nè. Mark the location. Thằng thế nhờ. Trước mặt mình hai thằng. Đi mẹ bắn ghê thế. Ui. Ờ mấy thằng Trung Quốc này bắn kinh lắm. Trọng trọng như Tuấn Anh thay nhau. Hẹp chiêu. Chết nó đâm xuống này cho cả bom. Cái này hẹp chiêu. Thế nào được. Kiến cực luôn. Ui sao lại bắn bạch phát đấy. Bao vô rồi kìa. Thank you. Bao vô rồi. Bắn đây, lấy xe vào. Bắn đi, bắn bơm máu đi. Ok chết bo rồi. Chết làm sao được. Không, mình. Đi. Tiên này bạn hay. 2, 3, 4, 6. 3.7, nhưng mà 3 thằng nó đẩy xuống mình. Nó có thế của nó, bạn hiểu không? Cái thế đấy thì thằng nào chẳng bắn được. Ôi, nó bình cảm thế. Ở đây thì ném bom lên thì thôi. Ném bom lên chết lóc bà. Bạn ném bom thì mình ném bom thì mình không chạy đâu. Mình không chạy qua này đâu. Tại nó đang bắn mình mà. Bắn bạn đứng ở gốc cây đấy là được rồi, bạn đẩy xuống làm gì mình thấy. Bị khoác, bị khoác bạn ơi, cái cây chỗ bạn có cái cây nó che không thấy. Mình chỉ bắn được phía đồi này thôi. Nó chạy qua đó mình phải bỏ qua này mà. Nó che mất cái góc đó rồi. Đừng chỗ đấy trống vậy, đẩy là chỉ có chết thôi. Không, tại chỗ này có gốc cây. Mình lướt qua rồi nhưng mà lướt thế nào mà nó vẫn bắn dính được. Vô tới gốc cây rồi mình chết. Bước qua đời nhau để làm nhau đau. Đau lắm luôn. Để làm nhau khóc gặp nhau không muốn cười. Mình bước qua đời nhau. Để lại bao cơn đau. Á hự. Vãi. Vậy uống chưa hết cốc cà phê các bạn ơi. Nói đến cà phê này thèm cà phê nha. Đây rồi. Cà phê tan lại à. Thôi, mình sẽ không theo ai cả. Cường Đăng đây xem bắn giải à. Cú này theo một người. Hiếu theo tới này. Hai anh em mình cover cho nhau. Hai anh em mình cover. Mình được trọng à. Thế có nghĩa bảo mình với cun được không đủ tuổi cover nhau ấy nhỉ. À bạn mình cun tạ lắm, đéo gánh được. Nói nha, tính là nãy mà anh em mình cover Tuấn Anh luôn á. Ừ, nhớ đấy. Ừ nhỉ, mình lại quên. Quên. À nhớ, mình nhớ rồi, nhớ bạn những gì bạn nói, trên live nó vẫn lưu lại mà, đâu có mất đâu. Tí nó cắt một đoạn đấy. Lời này đè lên nhau. Mình sẽ chỉ cắt đúng đoạn đấy thôi, với cái đoạn mình cover xong rồi mình để vô đúng đẹp luôn. Thôi chết mẹ, mình nhảy lỗi rồi. Ban thì có bao giờ nhảy không lỗi đâu. Sao ai mà điên à? Tớ nhảy chẳng được xuống sau luôn thật. Thế mình chui mẹ xuống dưới lầu 1. Chết mẹ. Má,
Nó cay hết con tớ rồi. Vãi cái nồi ạ. Con lợn này nó ăn của tớ ba mạng bạn ơi. Mẹ nó đồng quá anh em ạ. Co ve anh em ạ. Vãi cả co ve. Từ mình hiểu rồi. Dưới lầu 1 đây này bạn. Tuấn Anh dưới lầu 1 này. Đợi từ tí. Tôi yếu lắm bạn ơi. Vô trong khu đó mình đánh chết. Bảo kê tôi bơm máu phát. Còn bao nhiêu thằng trong đó đấy? Từ nhá. Đó. Cầu thang hay sao ấy, bạn cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Ok, tôi có bao giờ cuống đâu. Có gì ở trên cái máy bay tới khi đồng đội ra. Bạn nhặt mất đồ của mình rồi. Bạn cần cái gì? Thằng này này bắn mình rồi. Trọng bay phát là mình chết chứ trọng không chết. Rồi ok, bình tĩnh em, hết sức bình tĩnh. Tới tôi lại đây. Ai ném bom gì kìa? Mình nốc ba thằng ngoài này, thằng kia đớp hết sạch, cay thật ý. Đây trái được thằng nào. Ôi dồi ôi, lại còn không đớp được thằng kia kìa. Watch out. Ở ngoài này còn một này nhưng mà mình hết máu rồi. Thỏ lên bắn. Chết nào bạn ơi. Để mình bay. Trong đó còn bao nhiêu người như. Tiếng chân kìa. Đông lắm. Cứ bình tĩnh, còn 13 thằng nữa cơ anh em ạ. Tới rồi đây. Săn chín. Chết mẹ. Bên này cũng có ăn đó nè. Thiệt đạn xanh anh em ạ. Anh em đẩy bên nào đây? Chưa đẩy bên nào. Có máu không? Anh em có máu không? Có này, có các bạn. Đi vào trong nhà mà nhặt đầy cả. Ừ. I got supplies. Hoài. Ok. Quên nó bắn nhau kìa. Đẩy đi. Chơi nó anh em ạ. Đẩy. Đẩy nhau nhất đây, đẩy. Bình tĩnh nè. Chưa máu, chưa nước gì đấy. Mình cái được một thằng này ngon ngon. Knock 2 này. Ô thằng này không phải mình đâu á. Vãi chưởng ạ. Buggy tới chưa? Đó. Buggy mình. Còn nhá. Thằng 9 lại luôn mà. Thằng 9 chơi tụi nó luôn. Bên này nhiều lắm. Có bên đấy nhiều lắm. Đó qua chỗ Hiếu ấy. Từ nhá, nó núp ở đâu ấy nhá. Bắn ai đấy? Ừ, bắn mình. Sao đấy, La, số 3 la, cuna. Mẹ mày. Mày định nó ở đâu ấy, nó ở thùng. Lồi nó 1, 2. Ở đâu? Nó ở sau mấy cái okay. Bức tường này anh em ạ. Watch out. Từ mình nó bỏ bom nữa là nó chết. La. À. May hả? Đấy, sau đấy. Đẩy này. Nó chết rồi bạn ơi. May hả? Hết chưa, vẫn còn 4 thằng nữa. Yeah. Còn một team bên này này. Mày bắn không tới. Còn không? Hình như hết rồi. Không, chưa hết. Còn, vẫn còn 4 thằng nữa này, 3 thằng nữa này. Team bên này còn nguyên này. Lại bắn đâu? Tớ không có đạn nha. Ta gì đây. Đánh săn, cần đánh săn. Mở đi cho mình xin cây gà đâu nha. Sao bạn ăn gì bạn khôn đấy. MK này bạn.
Ui, trên này này, trên này này. Ở đâu? Cho mấy viên đạn xanh đi bạn ơi. Hiếu hiếu hiếu, thả mấy viên xanh. Đây đây đây. Đây này, đạn xanh này, đạn xanh này. Dưới chân bạn. Ta thả ra thì kia, tao ngắn lượm hết. Vãi. Lượm đâu, điên à. Đây đạn xanh này. Tôi thiếu gì đạn xanh. Đây này còn đạn xanh này nữa. Đi là tôi đẩy, đạn xanh tôi đẩy. Cho tôi đánh nhá ạ. Được. Thả ra, thả ra mấy viên, tao không viên này. Đây đây, đây đây đây, này cho hẳn 80 viên. Nghèo nhỉ, không có máu me gì anh em. Đi xin đạn mà không đi cái gì nữa anh em. À đây đây đây, đây. Mình có máu đây, mình có máu đây. Ờ mấy thằng team bên kia đâu hết nhở? Đó, đây. Đó đây không có máu nha. Hết rồi. Hết tới hết mạng nha. Để tới nha. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Không chạy được rồi. Nó lên trên rồi, nó lên trên đấy, nó lên trên đấy bạn ơi. Mình nhầm bom. Hai thằng ít nhất hai thằng cứ bình tĩnh. Nóc nửa một kìa. Tớ cần máu. Tớ cần máu. Ôi, giật cầm mình bạn ơi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Thể cun ơi, là cun vừa ở với mình xong. Bên này. Bạn nhìn máu tớ này. Tớ hết mạng rồi. Ôi trời ơi, là rồi. Thể mình vừa thấy ai ở gần mình xong, đùa. Mình đâu có gần bạn đâu, mình nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó ở đang cứu nhau ở đấy, đang cứu nhau ở đấy. Nóc 2 đây. Vừa thấy đó. Ai ở sát mình luôn đấy anh em ạ. Tớ đâu ở gần bạn đâu, tớ ở xa bạn cả 200m mà. Bắn từ từ thôi. Thôi bạn đừng có vào mục tiêu đi. Thăng quá. Tớ xem lại xem bạn có cái nào. Vừa ở sát đấy luôn. À, tớ ở dưới đây mà, tớ còn chỉ ở dưới đây anh em ạ. Điên à. Tớ chạy qua bên kia, tớ mở cánh bên kia mà bạn ăn. Ừ. Chết thật. Còn không nhỉ? Nó hết rồi này. Tớ nãy giờ tớ ngồi dưới kia mà nó thật tôi. Tớ mở cánh lên trên nóc kia kìa. Tớ mở cánh qua bên nóc kia kìa. Chỉ vậy nè. Nãy giờ tớ ngồi đây nè đó. Ôi may là còn mạng. Cứ gọi thân cun ạ. Chị chờ anh nhau ạ. Ai đã ai thật. Nhảy đâu được anh nhau. Hết chưa, hết chưa, hết chưa. Hết rồi, hết rồi. Đây để mình bay nè. Bay tới ông anh nhau. Ơ, nó tự hồi sinh nhỉ, đang đi cứu. Tự hồi sinh mà. Nhảy điểm này nó tự hồi sinh mà. Okay. Tôi chết rồi anh em ạ. Khả năng là không bay tới mọi người ạ. Lấy xe, ở ngoài đó nhiều xe lắm bạn ơi, cái đầu đường nó nhiều xe lắm. Là. Đây. Hiếu cứ gọi cun ạ, cun ơi cun. Cun liên quan gì? Cun thì ở xa mặt trời với mặt đất luôn rồi. Ui, bắn nó đúng một trận máu luôn anh em, nó núp bên đấy làm sao mà bắn được. Nãy mình tưởng là sau ai cover thì thôi. Tớ đang ở đấy nhưng mà tớ vòng lên kia để tớ lên đỉnh tớ bắn nó. Đằng sau kia kìa. Tớ lên đỉnh. Như một mình ông nào như mãnh hổ lên. Như mãnh hổ lên vồ nó. Sợ thật.